mỹ mãn chưa được thành tựu mỹ mãn chưa được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ mọi điều bằng lực của học trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Màu tu hành tinh tấn hòa hầu vô sanh dặn kinh chi cu sa la căn mang cách tắc bằng kiến di dân ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng về sạch ta sanh nhi nô ạt thi về cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng buồn nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tùng tề về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng buồn nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nàn ti đề qua gần tòa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sạch ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nhun nhang phổ cha năng sắp bề la phan tu ma chê ta sa thi phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phật con ngồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được vài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu với cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chật vạt ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng tri tục thanh tạm không rộn ràng lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyển niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc đừng lừa đảo lẫn nhau chớ bất mãn điều gì đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên nhà quanh mình không hẹp hòi quan trại không giận hờn quản thù khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phẩm hạnh chính là đây ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không hãy nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử y đằng quá ta mê buôn nhăn à sa quắc khá già quá hằng hồ túc xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và chúng con đã xong phần lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Và bây giờ con đã thấy ngài Liễu Tông đã vào room rồi và con kính để đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ
sinh đạo tràng cùng với con đọc bài thỉnh pháp lực. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahma cha lo ka thi bát ti sa ham bát ti ka tan cha li an thi wa rang a cha cha tha san ti tha sat ta ba ra chak cha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sat tham ma phê rin vi na yan cha ka yang sut tâm cha ban thân a phi tham ma châm măng a cô ta danh tô cha su sắc cha đàn đăng tập bồ tha này về bà ri sa và mặt chê phạm thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi biết lòng ở đạo dạy đời nhắm vườn lập giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập 80 lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, bây giờ con xin dâng mic cho ngài Lữ Tông để ngài thử âm thanh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Cận Sĩ Nam Cận Sĩ Nữ Trong Đạo Tràng Nghi Dẫu Giọng Quý Vị Nghe Tiếng Của Tôi Rõ. Nam mô Bụt Thà Gia. Chúng con nghe âm thanh của ngài rất là rõ. Dạ, không biết trong đạo tràng có nghe âm thanh của ngài rõ không ạ? Dạ, con thấy là trong đạo tràng cũng cho biết là nghe âm thanh của ngài rất là rõ. Dạ, bây giờ con cũng xin dâng mic lại cho ngài Trí Đức để ngài điều họp chương trình hôm nay ạ. Dạ, con xin dâng mic cho ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Gia Gia. À, kính lễ ngài Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay là ngày Chủ nhật ở Việt Nam, cũng là ngày mà đạo tràng chúng ta được thảo luận về Phật pháp, được học hỏi và những sự thắc mắc khi chúng ta nêu ra được ngài Liễu Tông sẽ giải thích cho chúng ta. Vậy thì đây là một cơ hội rất là quan trọng. Kalena Thammasakaccha. Đây là một buổi thảo luận về Phật pháp. Mong quý vị hãy nhiệt tình những gì mà chúng ta học hỏi về giáo pháp mà hôm nay thì chúng ta có thể giải tỏa, được gặp ngài Liễu Tông, đây là một vinh hạnh rất là lớn. Mong quý vị hoan hỷ ha. Huynh Thinh Pháp hôm nay có thể làm thị giả cho ngài Liễu Tông được không ạ? Alo. Trong đạo tràng của chúng ta
vị nào có thể hoan hỷ lên làm thị giả để có thể nêu những câu hỏi hay là đọc những cái sự thắc mắc của chư Phật tử khi tết chat lên Zoom. Alo Huynh Thính Pháp, có thể hoan hỷ làm thị giả cho Ngài được không ạ? Hoặc là trong đời của chúng ta vị nào có thể làm thị giả phụ giúp cho Ngài Liễu Tông trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay hay không? Alo, xin quý vị tự nguyện, chúng ta đừng có để mất thời gian, bởi vì Ngài Liễu Tông cũng lớn tuổi mà thời gian của Ngài thì cũng không có nhiều. Một tuần chúng ta chỉ gặp có một lần thôi, mong quý vị hoan hỷ nhiệt tình ha. Cô Sigmita nó mời cô Duyên. Mời, vậy thì theo lời yêu cầu của Sigmita, cô Duyên có hoan hỷ không? Xin đưa bàn tay ạ. Xin mời cô Duyên 10319. Alo. Sư Phạm Vượng, được không ạ? Huynh Minh Tấn ở Quy Nhơn có thể làm thị giả cho Ngài không ạ? Chúng ta đừng có để mất thời gian. Alo. Alo, có vị nào quan hỷ làm thị giả cho Ngài? Huynh Thính Pháp Ba nè đang làm ha. Rồi cô không cầm, không cầm là sao, không cần hay không cầm biết được. Rồi vào hôm nay sao khó khăn quá. Rồi chúng ta thấy sự sinh hoạt thiếu Xích Nhật Quỳnh là cả một vấn đề ha. Nhưng mà khi có Xích Nhật Quỳnh thì chúng ta lại có tâm ganh tị, thế này thế kia, đó là một điều không tốt. Cô Meta cô làm đi, đó Sư Dung Nguyễn yêu cầu Sư Meta, rồi xin mời Sư Meta đi. Rồi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ nếu không có ai thì thôi thì con cũng cố gắng, nhưng mà quý vị nhớ là cái máy của Meta không có thấy ai đưa tay hết, vì vậy nếu quý vị muốn hỏi trực tiếp với Ngài thì cứ chắc lên là cần cầm mic thì Meta sẽ đưa, còn nếu không thì Meta sẽ đọc câu hỏi của quý vị. Dạ thì con cố gắng thôi sư. Dạ thôi, bây giờ thì kính mời quý vị trong đạo tràng. Một tuần qua chúng ta có những cái gì thắc mắc về Phật Pháp hay là có những cái gì đó thì cứ việc mạnh dạn nêu lên thì Ngài Liễu Tông sẽ giảng giải cho chúng ta. Vậy thì bây giờ một lần nữa Meta cũng mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ con thấy thì có câu hỏi của dạ con đọc không có đúng thì xin gì đó cho biết là con thấy có câu hỏi của Bá Rí Giáp Tý. Dạ không biết con đọc có đúng không. Dạ kính bạch Ngài, trong mùa lễ hội sắp đến Giáng sinh và năm mới, chúng con có nên hòa đồng với mọi người đón mừng lễ hay nên dành thời giờ tu tập thưa Ngài? Dạ con xin nhân mít cho Ngài Liễu Tông ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư Tông, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự lễ mình được nghỉ thì mình cứ đi lễ, nhưng mà làm theo cái ta gọi là nhập gia tùy tục đó, nên đi chùa làm theo những cái gì mà chúng ta được học, lấy để làm phước, thọ tam quy ngũ giới, thính pháp hoặc là đàm thoại về pháp, thì mình cũng đi lễ hội. Bởi vì mình nghĩ được nghỉ thì mình làm cho cái thời gian nghỉ của mình nó phải có lợi ích và có ý nghĩa.
Chứ còn nếu mà mình đi tới cái chỗ đó rồi mình đứng ngồi vừa lạnh vừa run để chờ xem pháo nổ rồi này kia xong này mình cứ tự hỏi lấy mình cái nó có lợi ích gì cho mình hay không. Mình nhớ cư sĩ cư sĩ nam cư sĩ nữ muốn có sự lợi ích đó, thì bất cứ trong trường nào thì mình cũng lợi dụng cái thời gian mà rảnh rỗi đó để mình có thể tạo sự lợi ích cho mình thì theo cái phương tiện mình có. Ví dụ mình tới cái nơi đó hay chùa hoặc là cái tỉnh xá nào họ có hành thiền thì mình cũng xin tỏ tam quy ngũ giới rồi mình học hỏi về thiền với người ta. Còn nếu mà họ có dạy tụng đọc kinh điển hay là tụng đọc cái gì đó thì mình cũng theo học để tạo sự lợi ích cho mình nhé. Chứ còn nếu mình tới đó mà mình cũng người ta làm sao mình làm vậy thì không nên, lỡ người ta làm bậy mình cũng làm theo rồi mệt lắm à. Thành ra thì cũng nên hòa đồng theo cái điều mà mình học hỏi ở nơi cái giáo pháp Đức Phật, chứ còn hòa đồng theo cái kiểu để mình đi ra khỏi cái con đường mà mình đang theo dõi thì không có nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thấy Bari Yatti. Dạ cũng kính cảm ơn ngài rồi. Dạ bây giờ xin quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ con kính mời ạ. Dạ, một lần nữa Meta kính mời quý vị trong đạo tràng đặt câu hỏi. Dạ, thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi khác thì con có một cái câu hỏi như thế này, thưa ngài. Dạ, có một cô đó nhờ con hỏi với ngài là hai vợ chồng cô đó thì gần đây ông chồng cũng có bạn gái rồi cũng hay qua lại hỏi hỏi qua hỏi lại trên Facebook. Mới ban đầu thì còn giữ tình bạn, sao có là đi xa tình bạn rồi cái cô vợ biết được thì cũng có khuyên ông chồng là nên giữ gìn hạnh phúc, đừng có làm những cái điều đó thì gia đình sẽ mất hạnh và đi đến nhiều cái điều bất lợi. Thì ông chồng cũng nghe, nhưng mà rồi có những lúc bà vợ mới thấy có những cái câu qua lại mà bà vợ mới delete những cái bài mà hai người nói chuyện đó đi để cho ông chồng không có nghe. Những lúc đó ông chồng đã để cái máy cái phone đó, đâu đó mà bà vợ thấy được, rồi bà vợ mới delete những cái bài đó của cái cô bạn gái. Thì cái cô này hỏi con vậy chứ nhờ hỏi với ngài, cô này cũng là Phật tử. Cô này hỏi là nếu mà làm như vậy thì có phạm vào trong một trong năm cái giới cấm hay không, thưa ngài? Dạ con xin nhân mic cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, đừng bao giờ nghĩ làm gì cũng phạm năm cái giới nó có cái giới hạn của nó, có những cái nó không nằm trong cái đó mà nó nằm trong cái điều khác, thì mình cứ nghĩ theo khi mình làm những cái việc như vậy đó, cái tâm mình có bứt rứt có hối hận hay có hay không. Nếu mà tâm mình nó có những cái trạng thái và biết cái chuyện đó nó không phải rồi, ít nhất cũng theo tâm lý chung của đời. À, mình khuyên người ta không nghe thì nên nhờ người lớn khuyên. Còn những cái chuyện mà cá nhân của người ta thì mình cũng không nên
có những cái hành động mà nếu ông ta có thơ biết được hoặc gì, hoặc là hai mình ấy có thể đưa tới cãi lộn cái đồ gì cho mệt nữa. Thôi thì hơi dẫn ra mấy cái gì mà chuyên môn cỡ rối tai lỏng với hỏi cho nó khỏe, chứ còn ông sư hỏi mấy chủ đó cũng biết được đâu mà trả lời. Ông sư nó có những cái giới mà làm cho người ta chia tay Đức Phật cũng cấm, mà làm cho người ta xích lại gần Đức Phật cũng cấm như thường. Thành hai những cái chuyện đó thì chúng tôi chỉ nói sơ sơ thôi, chứ còn nói nhiều quá không có tốt, bởi vì mình cũng không có rành mấy cái vụ đó nữa. À, Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài, dạ con cũng để nói lại với bà con với cô đó coi. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ bây giờ thì Metta xin mời quý vị trong đạo tràng chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi với ngài ạ. Dạ một tuần qua rồi quý vị ơi, có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn nêu lên. Dạ một lần nữa Metta xin kính mời ạ. Dạ, con thấy có câu hỏi khác của một Phật của Jody một. Thưa ngài, con thường nghe từ điên đảo mộng tưởng, xin ngài giải thích ý nghĩa của từ này ạ. À. Dạ, con xin kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, gọi điên đảo mộng tưởng là khi nào mình theo dệt những cái gì trong đầu óc của mình đó, mà nó đi ra khỏi cái con đường mà Đức Phật đã dạy đó, thì cái đó đều là sẽ suy nghĩ là giống như người điên vậy đó, chứ không phải là người mà bình tĩnh, người tỉnh. Mà chúng ta phàm nhân ai cũng bị cái đó đó, chứ không phải không bị. Đó là lý do tại sao chúng ta học Phật pháp, để chúng ta giới hạn cái sự suy nghĩ của chúng ta, giới hạn những cái hành động thân khẩu của chúng ta, để cho nó không có đi ra quá cái giới hạn đó. Chứ thường thường chúng ta hay đi quá cái giới hạn rất nhiều, tại vì cái tâm của mình nó đi nhanh mà nó không có cái giới hạn nào mà để nó nghĩ lại đó. Mà nó đi nhiều khi nói trắng là nó không biết mệt chứ không phải là nó đi dễ đâu. Thành ra khi mà một cái chuyện gì cũng vậy, mình vừa nghe xong cái bắt đầu nó phải về rồi mình lấy mình tiêu dệt bao nhiêu chuyện này kia ông chồng thì là cho đã rồi, rồi chính mình cũng thấy nó vô lý nữa đó. Thành ra lọt vào những cái đó thì nó làm cho phí thì giờ, tốn thì giờ. Thứ hai là cái tâm mình nó tạo ác nghiệp mà mình không có hay, bởi vì là nhớ khi mình suy nghĩ gì đó thì đó mình đang tạo nghiệp. Nếu sự suy nghĩ đó đó là có thiện pháp nó lọt vô, nó có niệm đó, thì nhất cái đó cái nghiệp đó còn là nghiệp tốt. Nhưng mà nếu là nó là những cái điều mà thuộc về ác pháp đó, thì mình đã tạo cái con đường để mình trở về bốn ngôi nhà cũ. Mà nói cho đúng á, thì khi nào cái tâm mình nó ở trong 12 cái tâm ở trên á, thì cái đó là điên đảo mộng tưởng mong cầu cái điều không có hay rồi. Là nên cố gắng khi nào mà cái tâm mình có ác pháp, ráng gắng quay trở lại. Chúng ta nói nhiều lần là mình làm gì phải suy nghĩ, suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, và suy nghĩ trước khi suy nghĩ nữa. Tại sao mình suy nghĩ trước khi những hành động đó, lời mình chưa nói ra đó mình còn là chủ nhân cái lời nói đó, nhưng khi mình nói ra mình là nô lệ của lời nói đó liền đó. Tức là mình nói với cái tâm từ tâm thiện để cho cái quả ăn vui, mà nói với cái tâm bất thiện là cho quả xấu. Nhưng mà nếu mình chưa nói đó, mình suy nghĩ có nên nói hay không đó, thì mình có thể mình thắng lại được những cái điều xấu xa, hay là những cái điều mà nghĩa là nó không phải là thiện pháp, mà nó cũng không có đi chung với tâm từ. Thì cái hành động thân cũng vậy, chưa làm mình suy nghĩ nên làm hay không nên làm, có lợi ích gì hay là có thất cái gì đó, rồi mình mới làm. Là cái nghiệp của mình thường thường mình nói ta là chủ nhân của cái nghiệp của ta, thì nói đó là nói ngược.
ta là nô lệ cái nghiệp mà ta đã làm, chứ không phải là chủ nhân gì đó. Nếu mà chủ nhân thì mình biểu nó được. Đây, một cái này nó sai mình mà, thấy không? Thành ra mình nhớ là thân khẩu ý làm cái gì cũng phải vậy, phải có sự suy nghĩ để làm cho nó đi đúng theo cái điều mà bậc thiện trí đã dạy mình, thì mình sẽ thoát khỏi cái điên đảo mộng tưởng. Còn ngược lại, cái tâm ở trong ác pháp thì đồng nghĩa với điên đảo mộng tưởng. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, không biết chú Đi này có, dạ con cũng thấy là chú Đi đã sa thú kính tri ân ngài rồi. Dạ bây giờ xin, dạ con thấy có câu hỏi của Giang Nhất Hạ. Bạch ngài, trong 12 tâm bất thiện, xin ngài giảng rõ hơn về hai tâm si bất thiện. Ví dụ sự hoài nghi về hành trình tu tập có bị phạm giới không? Dạ con kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái tâm si ở trong 12 tâm bất thiện nó có hai loại tâm si. Thứ nhất là si hoài nghi, thứ hai là si phóng dật. Si hoài nghi và si phóng dật thì cả hai cái đó đều là nguy hiểm đó. Cái si hoài nghi đó thì nói theo tạng kinh nó có 16 điều, mà nói theo tạng di diệu pháp á thì nó có 8 điều đó. Thì khi mà dính vào 8 điều đó ra thì cái hoài nghi đó nó được gọi là phiền não, là một chướng ngại niwarana, và nó là loại phiền não, tức là kilesa đó. Còn ngoài những cái điều đó thì cái đó, cái hoài nghi đó là hoài nghi thông thường, chứ không phải là phiền não, mà cũng không phải là một chướng ngại. Nó cái quyền hoài nghi đó nó có trạng thái giống như cái hoài nghi phiền não, nhưng mà nghĩa là giống như hoài nghi đó. Bali gọi là bà tỳ ru bà ru bà cả với chị kỳ trả. Nó phát sinh ở tất cả chúng sanh chứ không phải là ấy, thành ra nó không phải là loại phiền não, nhưng mà nó có trạng thái giống như hoài nghi. Ví dụ như mình thấy người đó, mình nhớ hình như có gặp rồi, không biết tên gì. Người đó, cái đó thì là một hình thức hoài nghi, nhưng mà không phải là phiền não. Còn khi nào mình quay hoài nghi về Phật, về pháp, về tăng, về điều học, về con đường mà dẫn tới này nọ xong đó, thì cái hoài nghi đó mới chính là mới được gọi là phiền não, thì nó mới xấu. Còn hỏi có hành trình tu tập mình nếu có hoài nghi có phạm giới hay không, nếu mà trong năm cái giới của mình có sự nghi ngờ về các chi pháp, mình không biết có hay không có, mà rồi cái mình làm thì có thể phạm, mà không làm thì cũng chưa chắc phạm. Muốn biết phạm giới không rồi chưa theo chi, cái chi của cái giới đó, giới mình đã giữ. Chứ còn nhiều khi có hoài nghi, nhưng mà hay là có cái trạng thái, cái pháp và có trạng thái giống như hoài nghi cũng chừng, là cái đó tùy theo mình phải biết cho chắc thì mới biết là có phạm hay không ha. Nhưng mà muốn biết phạm giới không là dựa vào chi, mỗi giới nó đều có chi hết á. Ví dụ sắc sanh có 5 chi này kia, nó phạm đủ bao nhiêu chi thì đức giới, đủ bao nhiêu chi thì phạm, đủ nhiêu chi thì làm cái giới không có được trong sạch, ví dụ vậy. Thì cái đó là tùy theo ha. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thấy Giang Nhất Hạ cũng sa thú sa thú. Dạ bây giờ dạ con thấy câu hỏi khác nữa của Bá Rí Gia Tý. Dạ kính bạch ngài, nguyên nhân nào một người sinh ra với tâm thiếu trí, có phải do thiếu pháp học và pháp hành không ạ? À? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài Liệu Tông ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái người mà sanh ra
mà bị thiếu trí đó là nó do cái tác ý, là trong khi làm, trong khi làm việc thiện, là cái khi làm việc thiện thôi chứ tác ý làm ác thì sinh ra là thiếu là cái chắc à. Tác ý trong khi làm việc thiện đó. Cái việc thiện của phạm nhân chúng ta thì thường thường nó không có nhiều, nó chỉ có 8 cái tâm thiện, tâm thiện về dục giới thôi. Thì bốn tâm đầu là học trí, bốn tâm sau là lý trí. Mình làm với cái bốn tâm học trí á, mà cái năng lực của ba thời đó, tức là tác ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và hoặc sau khi làm thời gian lâu đó, mà nó không có năng lực, cái tâm sở tư nó không có năng lực, thì khi sanh ra làm gì? Làm người không có trí, tức là người nhị nhân. Còn khi nào bốn cái tâm đó mà làm với bốn tâm hợp trí, mà ta thấy bà thầy có năng lực mạnh mẽ, bà thầy bốn thầy có năng lực mạnh mẽ thì mới được sanh ra làm người tam nhân, tức là có trí, có trí. Còn bốn cái tâm sau là ly trí đó, nếu mà làm có năng lực đầy đủ thì được cũng chỉ sanh ra người nhị nhân mà thôi, nó cho quả đó, quả là bốn cái tâm đại quả phía sau đó. Nhưng mà mình làm bốn cái tâm lý trí mà càng yếu năng lực á, thì khi mà sinh ra là có thể làm người lạc vô nhân chứ không phải người nhị nhân, tức là người có khuyết tật đó. Khi mình làm cái gì đó mình phải đặt ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và sau khi làm một thời gian lâu đó, nó phải có năng lực mạnh mẽ. Thì trong Bali gọi là Okattha, tức là tốt, thì sẽ làm người tam nhân. Mà nếu năng lực yếu là gọi là ôm mắc cả, thì sẽ làm người nhị nhân, tức là người không có trí. Nhưng mà trong thời gian mình học giỏi, mình học có học có hành, nếu mình hiểu đàng hoàng, mình học cách mà đầy đủ thì cái thời bình nhật vẫn có trí như thường, nhưng mà lúc sinh ra chưa chắc chưa chắc là người tam nhân. Anh nhớ chuyện đó, chuyện sinh ra mình công việc bình thường, mình học cho hiểu này kiêm sùm này, là mình quyết định việc gì đó có thể quyết định với cái tâm có trí, tâm có trí tuệ đàng hoàng. Nhưng mà nếu mà năng lực ba thời bốn thời nó không đủ như chúng ta nói thì sinh lại làm người thì người không có trí, người chứ không phải là lúc nào không có người có trí hết, thì là cẩn thận trong cái việc làm của mình. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con tri ân ngài. Dạ con cũng thấy là Pariyatti đã kính tri ân ngài rồi. Dạ bây giờ, dạ con thấy một câu hỏi khác của Thính Pháp Ba. Bạch ngài, tâm bất thiện thứ ba có đề cập đến ly tà, dạy ly tà nên hiểu như thế nào? Dạ con kính dâng mình đến ngài. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tổ mẹ giả kính thưa chư quý vị. Lì tà là bốn cái tâm đó mà khi nó phát sanh không có tâm sở tà kiến đi theo với nó. Tâm sở tà kiến đi theo bốn tâm tham phía đầu, tức là hợp tà thôi. Bốn tâm sau gọi là lì tà, tức là không có tà kiến, không có tâm sở tà kiến, không có tâm sở tà kiến. Nhưng không phải cái bốn cái tâm nó phát sanh là mình là có chánh kiến, không phải, nhớ chuyện không phải, vẫn có tà kiến, nhưng mà tà kiến lúc đó nó không có đi đôi đó, vậy nó có cái tâm sở khác đi theo, ở đó gọi là tâm sở mạng, ngã mạng. Nên là bốn cái tâm tham ngã mạng đó, có ngã mạng đi theo đó, thì cái đó gọi là ly tà. Nhưng mà tại sao không hỏi là bốn cái tâm tham đó gọi là hợp tà mà gọi là hợp ngã mạng mà gọi là ly tà? Bởi vì tâm sở ngã mạng á, nó đi theo cái bốn cái tâm tham phía sau đó, không có chắc ăn, không có chắc gắn. Khi nào bốn cái tâm phía sau mà nó phát sanh mà có sự so sánh đó, thì lúc đó ngã mạng nó mới vô. Còn nếu mà không có cái sự so sánh thì người lúc đó cũng chưa chắc là đã có ngã mạng. Nằm một cái tài vậy. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thấy Thính Pháp cũng đã xa thú, xa đu, xa thú. Tri ân ngài rồi. Dạ bây giờ con thấy một câu hỏi khác nữa của Chô Thí. Bạch ngài,
chúng con có nên đeo tượng Phật trên người không thưa Ngài? Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bổn Sư và kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư quý vị. Cái này với cái gì đó là mỗi người có ý kiến khác nhau. Riêng cá nhân chúng tôi đã quý vị hỏi chúng tôi thì chúng tôi xin thưa là không nên đeo tượng Phật. Bởi vì sao? Hằng ngày nhiều khi chúng ta đi và vô nhà tắm, nhà vệ sinh hồi này kia, nhà cầu nhà vệ sinh này kia ông xong đó là thân người mình có cái vật đó thì không có nên. Cái thứ hai là chúng ta chung động vật lại đi vào những cái nơi nó tương đối nó không có thanh tịnh mà mình đeo ngại trên người mình thì không nên. Đó là nói chung. Còn nói riêng đó, phụ nữ mà cứ đeo ở trước ngực cho hoài là con cái là rằng không nên đó, ha. Thành ra để ở nhà thờ để chỗ cao ra ăn ráo đàng hoàng, thờ kính cho nó đàng hoàng, đừng có đeo vô mình làm cho cái mình có thể trở thành có kính hay nào mình không có biết được. Cái đó thì không, đối với cá nhân chúng tôi thì không nên. Nam mô thầy dạ. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ con thấy chỗ thí cũng xa thú kính tri ân Ngài rồi. Dạ bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ, mỗi tuần có một lần thôi, có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thời gian rất là quý, quý vị ơi. Quý vị có thắc mắc gì thì cứ nêu lên để Ngài giảng giải cho chúng ta. Dạ. Dạ, kính mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, đạo tràng im lặng quá. À, con thấy Parijati cũng có câu hỏi khác. Kính bạch Ngài, một người lớn tuổi có nên xuất gia không thưa Ngài? Những điều lợi và bất lợi như thế nào ạ? Dạ con kính dâng mít. Nam mô Phật Tha gia kính bạch chư tôn hiện giả. Kính thưa chư quý vị, không có cái điều nào mà liên quan tới người già hay người trẻ xuất gia có nên hay không nên đó, đó. Nhưng mà cái người lớn tuổi, ngay cả người nhỏ tuổi như vậy, khi quyết định mà xuất gia đó, thì phải đặt vấn đề cho chính cái sự suy nghĩ của mình. Mình vô đó cào đồng đi để làm gì? Cào đồng mặc y để được người ta phục vụ. Mà Phật Pháp thì không chỉ học hỏi và Đức Phật dạy cái nào cấm, cái nào cho phép làm này cũng không có biết. Như là sống theo cái kiểu mà giống như người đời vậy đó. Chỉ có khác cái là cái đầu trọc lóc, cái mặt cái y mà thôi. Thì cái đó là lớn tuổi nhỏ tuổi gì cũng không có nên đó, đó. Mình nên nhớ cái hình thức xuất gia để cho cái vị đó đó dựa vào cái hình thức đó để biết mình là người ở trong nên làm gì và không được làm gì. Chứ còn những thực ra mà nó có những cái chuyện mà rất là kỳ, nhưng mà thường nó thành một cái giống như cái điều mà nó quen tai quen mắt không ai để ý đó. Ông sư ngồi dưới gốc cây bấm rồi này em xong nó có gì cứ ngồi cái gì từng cái hình thức đó là
Không lẽ xuất gia chỉ làm được có nhiêu đó thôi sao? Thấy không? Đó. Anh đã nếu mình có đủ rồi hẹn học hỏi để làm những cái việc đó thì nó xuất gia, còn không nên thì thành thừa quý vị giữ ngũ giới hoặc tam giới là cũng có thể đắc đạo quả như thường, chứ không phải chứ còn giữ nhiều giới mà không có giữ cho nó trong sạch. Đó. Đây chẳng những mình có lỗi với cá nhân mình, có lỗi với người thọ độ mình, và ngay cả với Đức Phật mình cũng có lỗi như thường. Cái đó là điều không nên, thành ra chưa sẵn sàng thì không nên, nghĩa là cạo đầu đập y để làm gì, mình tạo nhiều nghiệp ác hơn là mình sống là cư sĩ mà giữ năm giới trong sạch chân tốt hơn nhiều. Vào thời Đức Phật có những cái vị già ngáp ngáp trên này vẫn xuất gia có thể đắc đạo quả như thường, nhưng mà với cái ba la mật đầy đủ, cái sự mà tu hành một cách rốt ráo nó mới được. Chứ còn nếu mà mình nghĩ thôi lớn tuổi rồi thôi như xuất gia để làm gì đó là không có nên, bởi vì con đường mà xuất gia là con đường để đi ra, đã nói xuất rồi mà, xuất gia ra khỏi căn nhà, nhà đó là gì, ngũ dục vi gia, tức là ra khỏi những cái dục lạc trong đời sống của một người cư sĩ hàng ngày đó. Làm được gọi là xuất ra cái đó, và mình chơi hoặc y rồi mình vẫn còn dính mắc những cái đó, vẫn còn ham thích những cái điều đó, thì cái chuyện xuất gia đó không có nên đó. Mình xuất gia để đi xuống thì làm này, không cần xuất gia cũng đi xuống được như thường, thành ra xuất gia đi xuống chắc xuống sâu hơn thì không có nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, yeah, con kính tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của Pariyatti. Dạ, yeah, con cũng kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Cái câu hỏi này, những người lớn tuổi cũng thường hay trăn trở cái câu hỏi này lắm. Dạ, yeah, đây cũng là một cái câu hỏi mà cho những người lớn tuổi như chúng con cũng có nhiều suy nghĩ về cái điều này mà hôm nay Ngài đã giảng dạy thì chúng con đã hiểu rất là rõ ạ. Con cảm ơn, kính cảm ơn Ngài. Và dạ, con thấy Pariyatti cũng là sa thú kính tri ân Ngài rồi. Và dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi để làm bài học cho cả đạo tràng. Và dạ, con thấy câu hỏi của Thính Pháp Ba. Bạch Ngài, năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc, nhất tâm có năng lực đè nén năm triền cái như thế nào? Dạ, con kính dâng mic cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, hỏi mỏi cái này thì mệt quá, tôi chưa tới cái đắc tới thiền mà hỏi đè như thế nào thì thôi chứ nó tới nên năng lực chi thiền thì nó có cách nó đè phiền não, nhưng mà cứ phải do cái kinh nghiệm của mình thì mình giải thích nó chính xác hơn. Còn này cá nhân chúng tôi xin thưa quý vị chưa tới đâu, thành ra ta tầm đẻ gì theo pháp học thì có, nhưng mà lúc này thì hỏi bất tử thì không nhớ đâu, tại vì mình chưa có tới nó nên mình không có để ý nhiều, ngày khi nào rảnh lục lại rồi mình cho trả lời sau, chứ còn cái nói ra ngồi cái nói bậy đè chi nẻ đè chi kia nó không đúng mệt lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy thính pháp cũng đã sa thú, tri ân Ngài rồi. Dạ, bây giờ kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi để làm bài học cho cả đạo tràng. Dạ, con thấy câu hỏi khác của Giang Nhất Hà. Bạch Ngài, xin Ngài giảng rõ. Xin Ngài giảng rõ hơn về tâm ý và thức ạ. Dạ, con kính dâng mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị thật sự tâm ý và thức nó là một chuyện thôi, nhưng mà Đức Phật thì ngài chia vậy đó, ngài chia theo cái năng lực của nó, cái nó phát sinh như thế nào, nó làm cái nhiệm vụ gì gì
thành ra nó mới thành nhiều chuyện như vậy. Thì nhiều chuyện như vậy đó, trong trong bà thẩm và thi thẩm với ta mắc khá. Tâm nó có tầm 10 cái tên gọi khác nhau đó, tùy theo ý nghĩa và chức năng của nó. Thứ nhất đó, chúng tôi đã dịch từ Bali là cái pháp là suy nghĩ, thì cái pháp đó được gọi là tâm. Còn cái pháp nào tìm kiếm đối tượng thì cái pháp đó gọi là ý, mano đó. Cái pháp nào lưu giữ được các đối tượng, như lưu giữ thì mình đừng có hiểu theo cái lưu giữ ấy là như là nó có thể nó cảm nhận những cái đối tượng mà rất nhiều trong ấy đó, thì cái đó tâm được gọi là thấy giá. Tức là mình thường thường mình cũng gọi là tìm tâm gì cũng đó. Cái tác ý muốn làm có trong tâm nào thì cái tâm đó được gọi là manasa. Manasa cũng là một loại ý thức đó quý vị. Thường tâm, những cái tâm mà khi nó làm hữu phần, nó là không có phiền não chứ ấy đấy, thì cái tâm nó được gọi là bandhara. Tức là thường cái tâm nó được gọi là nhiều chuyện lắm. Còn tâm mà nó làm cái nhiệm vụ nối gì đó nơi này nơi khác thì gọi là xứ, tức là mana yatana, tức là ý xứ đó. Tâm nó có chức năng đặc biệt trong một số chuyện, hôm nay cái tâm cũng được gọi là manindriya, tức là ý quyền đó. Còn tâm là cái pháp cũng nhận biết được những cái đối tượng mà khi xúc, khi cái ta nó xúc được đó, thì cái đó là gọi là viññāṇa, tức là thức, mình gọi là thức. Tâm nó là một loại quẩn, tức là cảnh thá là quẩn, thành là được gọi là thức quẩn, viññāṇa. Cái tâm cũng là một cái có cái bản chất riêng biệt, thành ra nó mới gọi là mano viññāṇa tha tụ, tức là ý thức giới, ý thức giới là nó có tới 10 chuyện vậy đó. Thành là tâm hay gì gì đó là mình phải dựa vào cái chức năng, ý nghĩa cũng như cái nơi mà nó phát sinh là cái nhiệm vụ mà của nó đang làm đó, để biết nó nằm trong một trong 10 cái chuyện của chúng tôi vừa kể. Và một trong 10 cái chuyện này đó thì được đề cập tới bạch trong nghi sống phi tha mà bố ma quắc anh lãnh vì tìm đọc rõ hơn, mà nó dài lắm, cái đó nó giải thích trong đó dài lắm quý vị. Một cái thầy giá. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ con thấy Giang Nhất Hạ cũng sa thú kính tri ân Ngài rồi. Dạ bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi để Ngài giảng dạy và cũng làm bài học cho cả đạo tràng. Dạ hôm nay con thấy thì trong đạo tràng cũng quý vị cũng đã tham gia rất là nhiều. Vậy xin thì quý vị cũng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ, con thấy cô Duyên rồi. Dạ, ở đây con thấy có câu hỏi khác của Châu Thí. Bạch Ngài, khi chúng con có tâm sân thì chúng con nên quán niệm pháp nào trong pháp quán tứ niệm xứ thưa Ngài? Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư vị. Cái câu hỏi của cái vị thính pháp bà nãy đó, thành cả chúng tôi đọc cái bản Bali vừa rồi đó, chúng tôi thấy cái điều mà vị đã hỏi về năm chư thiền đó. Thì chư thiền thứ nhất là tầm đó, tức là khắc chế với hồn trầm thủy miên. Cái thứ hai là vichara, tức là tứ đó, là để khắc chế hoài nghi. Cái thứ ba là hỷ hỷ tức bi tị đó, là để khắc chế sân độc, tức là hỏi gia ba thá. Cái thứ tư đó là lạc đó,
là để hạn chế sự phóng dật là ô, tức là hai cái ô thất chả của cô chả đó. Trong còn cái cuối cùng là định đó, tức là Ekaggata đó, thì khắc chế tham dục. Trong cái bản Bali này thấy thấy coi sẵn rồi khỏi phải tìm. À, xin nói cho cái vị nghe không biết cái gì đó có nghe được hay không. Bây giờ đây thì nói thật sự ra đó, khi mà mình có tâm sân thì nó có nhiều chuyện để nói lắm chứ không phải không. Nếu quý vị mà hành thiền tứ niệm xứ mà có pháp học đàng hoàng thì khi mà tâm có sân thì quán cái pháp là tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ là tâm có tham mới có tham, có sân mới có sân, là này kia làm sao thì quán cái đó. Nhưng mà người đó phải học hành với cái tâm nó phải có năng lực mới được có trí tuệ đó chứ quay không. Chứ còn nếu mà không có khả năng thì đi tới đó không được. Nhưng mà thường thường nó dùng cái pháp đối trị thì tốt hơn. Đối trị tức là mình khi mà bình thường đó mình hay tụng mấy cái bài kinh mà chia rẽ tâm tư này kim sùng đó. Khi nào mà mình gặp những trường hợp tâm có sân thì mình đừng có nghĩ tới đối tượng đó mà mình khắc chế, rồi chắc là mình đọc lên những cái lời mà trong cái hàng ngày mình đọc về bài rẽ tâm tư đó, để cho cái tâm mình nó bỏ cái đối tượng mà mình đang sân. Bởi vì khi sân nó có đối tượng thì mình chuyển cái tâm mình qua cái chỗ khác để cái nó không còn thấy cái đối tượng đó, là cái sân nó sẽ bớt đi, nên mình đối trị một cái đó này tốt hơn ha. Cái thứ ba nữa mình quán tới cái sự nguy hiểm của cái tâm sân, quán như thế nào. Bởi vì cái tâm sân là cái pháp mà có thể đưa chúng sanh đi bốn đường ác đạo. Thành ra nếu mà mình mà cái tâm mình mà có sân như vậy, chắc chắn trước sau mình cũng đi bốn đường ác đạo. Nên ra mình cái đối trị đó nó cũng làm cho cái năng lực cái tâm sân đang phát sanh nó giảm đi. Đó. Còn cái thứ ba đó, cái thứ ba nữa thì dựa vào cái bài kinh mà Sễ Quá Na Chấp Hạ La Năng đó. Ê, tâm măng cái lá mút tâm măng tức là không cần người ác là cái hành vi đưa đến sự an lành tối thượng. À. Thì bây giờ cái người ác là gì? Người ác trong nhị đề trong họa phẩm bộ pháp tụ tham ma đi thì có cái câu là pha là tham ma, tức là cái pháp làm cho chúng sanh nó trở thành người ác hay là người ngu. Thì pháp nào thì nói một cách đầy đủ thì 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở đi theo nó, mà nói theo tóm tắt thì gồm có tham sân si. Thành ra bây giờ đó mình thấy tâm có sân, tức là Đức Phật đã dạy mình không cần người ác, tức là cần cái thằng cha mà đang có sân thì mình có sân, tức là mình cũng là người ác giống như cha đó thì không có nên quán ở đó, thì mình sẽ bỏ được cái tâm sân, nó sẽ tụt lùi. Quý vị nên nhớ đó, cái người mà được gọi là hành được cái pháp mà gọi là Sễ Quá Na Chấp Hạ La Năng, tức là không cần người ác đó, cái người đó phải hành cái pháp tông quán niệm xứ rất là thuần thục mới được gọi là người tạo được cái pháp là không gần người ác. Chứ còn mình á, mình cứ nghĩ thằng cha ác mình không gần, trong khi mình chính mình cũng là người ác. Quý vị vô trong cái chỗ mà con sư cũng đang thuyết pháp, quý vị đang ngồi nghe pháp, nhưng mà trong cái đám đông ngồi có thằng cha hay là có cái ai đó mà quý vị không thích, tự nhiên quý vị nổ sùng lên, thì cái lúc đó chính quý vị cũng được gọi là người ác đang nghe pháp. Nhớ cái đó thì đừng bao giờ tạo cho mình cái pháp để mình trở thành người ác cả. Tham sân si nói một cách tóm tắt, còn nói rộng thì 12 tâm bất thiện 27 tâm sở đi theo nó. Là nhớ khi nào mà có cái đó phát sinh thì làm thế nào để đem cái đó ra khỏi cái lỗi, cái sự suy nghĩ của mình lúc đó, ra khỏi cái tâm của mình lúc đó, thì cái hành động đó gọi là không gần người ác. Nó thành ra mình nên nhớ cái chuyện đó, thì khi nào có tâm sân hay là tâm tham gì đó, mình chỉ cần nghĩ tới cái điều đó là tự nhiên nó lùi cho mình, chứ mình khỏi lùi chỉ cho mệt,
mà phải nghĩ ra đúng, chứ nghĩ không đúng thì nó vẫn phát sanh như thường. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Con đã thấy là Châu Đi cũng kính tri ân ngài. Và cái câu hỏi đây cũng là một bài học cho đạo tràng, và chính bản thân con cũng rất là cảm ơn ngài rất là nhiều, bởi vì thỉnh thoảng thì không thể nào tránh khỏi, cũng có tâm sân rồi cũng có tâm tham đủ thứ. Thành ra ngài đã giảng giải như thế thì sau này chúng con gặp những cái tâm đó mà nó sanh lên thì chúng con sẽ thực hành như ngài đã giảng dạy. Và còn một lần nữa con kính tri ân ngài rất là nhiều. Và con thấy có ngài Pháp Thanh cũng đã vào trong room, và con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh. Và bây giờ kính mời quý vị tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy Tính Pháp Bà cũng có câu hỏi khác. Bạch ngài, tại sao chúng con cần phải thọ trì tâm quy ngũ giới mỗi ngày? Dạ, con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Ngũ giới là cái biên giới giữa cõi người và bốn đường ác đạo. Nhưng mà cái tam quy đó là cái biên giới giữa thánh và phàm. Mình nó muốn giới trong sạch thì mình phải có cái giới hạn của nó. Nếu mình thọ ngũ giới không thì nhiều khi cái tâm mình không vững chắc. Muốn cho vững chắc mà dựa vào cái tam quy thành nó thành một cái truyền thống. Nhưng mà thật sự ra đó, mình nếu mình thức thiệt là mình chỉ cần thọ tam quy một lần là được rồi, để trở thành cận sinh nam cận sinh nữ. Nhưng mà mình người đời thì nó mới nói cho mình thọ tam quy, nhưng nhiều khi mình phạm ra cái lỗi với cái ba cái hạn mà mình quy xin quy đó, tức Phật giáo pháp và chư tăng. Nhiều khi mình có những cái hành động mà nó không có được trong sạch hay kính trọng đối với ba cái hạng đó, đó là lý do tại sao mình phải thọ để mình nhắc nhở mình đã quy, tức là quay nó quay về nương tựa với những cái hạng đó, tức là thứ nhất Đức Phật, thứ hai là lời dạy của ngài, thứ ba là chư tăng mà những người truyền dạy cái lời dạy của ngài đến với mình để cho mình biết cái đó là điều không phải, để cho cái tâm mình nó được trong sạch. Thì mình phải mỗi lần thọ là mình nghĩ tới cái đó, đó cái khuyết điểm đó để mình giữ cho nó càng trong sạch thêm. Này giữ cho trong sạch như vậy đó thì cái biên giới của mình nó rõ ràng và vững chắc hơn. Còn cái mình còn mình thọ ngũ giới hàng ngày tại vì đó nó là cái giới đó. Nếu mà mình không có ngũ giới thì coi chừng á, quý vị bố thí hay làm cái gì không biết mà không có ngũ giới có thể cũng vẫn đi xuống như thường. Chúng tôi đã từng đem thí dụ là có bà hoàng hậu mà có ông vua xứ Cô Sa Lá đó, cái bà mà làm đại thí cho ông vua tới Đức Phật và chư tăng đây nằm trong con voi và đứng cầm lọng đó, đứng trên cái lọng để che đó. Nhưng mà chỉ có một lần bà nói dối với ông chồng bà thôi, ông vua đó, nói dối ông vua đó. Thành ra khi mà tới cái lộ cận tử là vẫn rớt xuống địa ngục nha thường. Nhưng tại cái phước bà lớn quá là xuống đó 7 ngày là so với trên này 7 ngày này xuống đó chắc chút xíu à. Rồi cũng được sinh về cung trời. Còn mình lỡ mình xuống là đi luôn lâu lắm mới trở lên lại. Bây giờ mình biết mình đi không có nhanh tại vì phước mình ít mà mình làm cái đó thì quý vị đọc kinh con rùa mù thì biết liền. Nên là cẩn thận. Trong vấn đề thọ tâm vậy, vấn đề ngũ giới vậy, không phải là mình bố thí cho nhiều đi chùa mỗi ngày mà mình bảo vệ được cái biên giới đó đâu, ngàn cái ranh giới đó đâu á.
Đấy, cái tích của bà hoàng hậu, bà hoàng hậu Manrika của dưới xứ, xứ của vua xứ Kosala sẽ biết làm phước cỡ đó đó, mà chỉ có một lần là phạm dẫn đi xuống như thường. Hay là cái tích của ông tỳ kheo vào thời đức, như thời Đức Phật Kassapa thì phải, Kassapa thì phải, ông đi mà ông bức như đi trên thuyền mà tàu nó chồng chành, sợ té nắm để bụi cây bên đường mà nó làm đứt rồi, mà xanh làm rồng không giận nó, tức là cũng đi bốn đường ác đạo như thường đấy, chứ không phải ấy đâu. Thành ra cần phải thọ thì hàng ngày là vậy đó, nhưng nghiên cứu kỹ để biết ngũ giới nó có chi như thế nào, làm thế nào là phạm, thế nào không phạm, như thế nào nào đó, phải học thật kỹ để giữ cho nó trong sạch ha. Thì chẳng những là tránh được bốn đường ác đạo, mà còn nếu có tam quy thì có đưa tới một số cái điều kiện rất là siêu việt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sáng nay tôi còn kính tri ân Ngài rất là nhiều. Con cũng thấy tín pháp và xa thủ tri ân Ngài rồi. Dạ, bây giờ xin quý vị tâm trạng. Chúng ta đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy Hari Giá Tý cũng có câu hỏi khác. Dạ, con xin đọc. Bạch Ngài, trong cuộc sống chúng con được khuyên sống vì biết phải, đó là cách dễ có niệm không thưa Ngài. Dạ, con kính dâng mic cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tổ hạnh, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là không phải mình sống chậm đâu, mà sống như là bất cứ việc gì liên quan tới thân khẩu ý đều phải có niệm để cho nó đừng có sai lầm. Còn nếu mà mình không có niệm nữa, mình có sống chậm cái mấy nó cũng vẫn sai lầm như thường. Tại vì mình nhìn ở ngoài mình thấy vậy, cái tâm mình nó nhanh lắm, tâm nhanh lắm. Mà khi mà nó xuống mấy cái tâm xấu không, bây giờ nó xuống một hai tâm ở mình xuống lâu, lâu nhiều cái nở cả buổi đó, mình tạo biết là nhiều nghiệp mà nói nhiều. Thành ra không phải là sống chậm, mà bằng cách là tập cho những hành động thân khẩu ý mình lúc nào cũng có niệm, càng nhiều càng tốt. Có niệm chứ không phải là luôn luôn có niệm hay luôn luôn có chánh niệm thì cái chuyện đó chúng tôi không có bảo đảm. Mà nhớ là niệm đó, ngay cả bậc A-la-hán đó vẫn có khi không có niệm như thường, có nghĩa là nhớ chuyện đó nha. Bởi vì bậc A-la-hán vẫn còn cười với cái tâm mà vi tiếu đó. Cái tâm vi tiếu là cái tâm đó nó thuộc lại một trong 18 tâm vô nhân, nên không có cái niệm đi theo. Đó, thành ra cái gì đó vẫn có thể là không có niệm, khi cái lúc cười là đi là bất tử cười cũng không có niệm như thường chứ ở đó. Thành ra mình nói mình phải luôn luôn có niệm rồi này kia, sao mình nói chơi được chứ nói thiện mới được đâu. Nhưng mà mình ráng cố gắng mình tập để những hành động của mình, hành động thân khẩu ý càng có nhiều niệm trong đó càng tốt. Nè, chứ mình hở ra là nó không có, nó biến mất như trời, mãi nó biến mất thì nó sẽ xuống bốn bốn 12 cái tâm ở trên. Thành ra cái thường thường quy chống chậm thì chúng tôi không có hiểu chi chậm ở đây. Đối với người đời họ hiểu sao mà họ khuyên vậy chúng tôi không biết, nhưng mà trong kinh điển thì Đức Phật khuyên là không nên dễ vui, tức là luôn luôn làm gì cũng phải ráng có tập cho nó có cái niệm trong đó, không nên dễ vui là vậy đó. Là một cái tài ạ. Nam mô Bổn Sư, con kính ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy Bá Rí Giá Tý cũng đã xa thú kính tri ơn Ngài rồi. Dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ, chúng ta đã hết phân nửa thời gian rồi, còn có 1 giờ nữa thôi.
Dạ, con thấy câu hỏi của tu học Phật Pháp ạ. Kính xin sư giải thích sự khác giữa chữ niệm và chánh niệm, định và chánh định. Dạ, con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Này Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Quý vị không thấy chứ khái niệm quý vị vừa vào bài kinh 37 phẩm trời đạo quý vị biết liền không? Từ lúc đầu đó niệm tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ nhị túc ngũ lực ngũ quyền thất giác chi tới đó mà trong Pali vẫn dùng chữ niệm chứ không có dùng chữ chánh niệm là nhớ chuyện đó. Mà khi lên tới tám mươi chi cuối cùng à, tức là gọi là bát thánh đạo đó thì lúc đó mới là sẩm ma sa tị mới là sẩm ma sa ma thí à. Cái ngay cái ngũ lực ngũ quyền vẫn là định quyền định lực chứ không phải là chánh chánh quyền à, không phải là chánh niệm mà chánh định nó không có à. Pha la sa tị pha la sa ma thí cho rồi bây giờ nó là pha la sẩm ma sa ma thí pha la sẩm ma sa tị đâu, tức là cái niệm mà nó hoặc là những cái tâm sở thường nó đi trong ba bảy trăm đạo nó phải tới cái mức nó có năng lực như thế nào thì mới lúc đó mới đạt được thêm một chữ sẩm ma phía trước đó là chánh ừ. Mà chữ Việt Nam mới dịch vậy thôi, có người làm một cái scan trong tạng tạng ngũ bộ kinh đó. Nghĩa là nói trắng ra là cái chừng chữ chữ sa tỵ thì rất là nhiều nhưng mà cái chữ sẩm ma sa tỵ đó không có bao nhiêu đó. Nhưng mà trong cái bản tiếng Việt á cái chữ chữ chánh niệm đó gần 300 chữ luôn đó, mà khi Bali đó chỉ dùng cái chữ sẩm ma sa tỵ không có mấy chữ đó. Hay là mình cứ hở ra khuyên có chánh niệm ngủ cũng có chánh niệm ăn cũng có chánh niệm thì cái đó nói chơi chứ nói thiệt à. Có niệm là quý vô lượng rồi, thành ra có năng lực của nó chú giải thì có lúc mà nếu mà nói là hành thiền mà thấy được tam tướng này kia thì gọi là chánh niệm, còn định cũng vậy lên tới ít nhất là upacara samadhi rồi mới mới gọi là chánh định này kia ông xong. Nhưng mà mình làm gì thì nên dựa vào cái bài kinh hay là cái đoạn văn nào mà mình đọc dựa vào đó tốt hơn, chứ còn bây giờ kinh điển này nhiều mình không phải tam đạo bác sư mình cứ nói lúc nào muốn nói chánh niệm mình nói lúc nói niệm thì niệm lúc nào chánh định định lúc nào cũng nói định không thì mình nói phải nói chỗ nào phải cái chỗ y cứ chứ, mình học pháp Phật mà mình muốn nói theo mình đâu có được phải không. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy tu học Phật Pháp cũng kính tri ân rồi. Dạ, bây giờ mấy ta một lần nữa cũng xin mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy Chô Thí có câu hỏi khác. Dạ, con xin đọc. Bạch Ngài, người nữ tu tập có thể chứng đắc không thưa Ngài? Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Không có cái gì mà ngăn cản người nữ không có chứng đắc cả, nhưng mà có điều cái là trong các cái bậc mà cao cấp nhất á thì người nữ có năm điều không thể làm được, ví dụ như Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác, hay là vua chuyển lưng Thánh Vương cái gì đó thì trong đó trong Tăng Chi có đề cập tới là năm năm những điều không thể có được đó. Thì người nữ không có tới đó, nhưng mà còn A Lán thì người nữ vẫn có như thường chứ. Đức ngày xưa đó bà Khô Tâm Mi nè, bà là Upaná Quanh là người đệ nhất thần tông, hay là bà Khế Ma là người đệ nhất trí tuệ đó, vẫn A Lán hết chứ sao không có, nhưng chỉ là A Lán tinh văn thôi. Ừ. Còn A Hán toàn giác độc giác thì không có không tới, vẫn nhưng mà vẫn đắc được chứ sao không đắc.
Nhưng mà cái khổ hay là cái tại vì cái thể trạng của người người nữ đó, cái điều kiện mà để có thể tu tập một cách thoải mái này kia sùm rất là khó, thành ít ít đắt hơn là người nam. Mình cứ nghĩ vào thời Ấn Độ 2000 năm về trước mình biết cỡ nào, thành ra người nữ vô tu rất là khó khăn, rất là cực khổ chứ không phải dễ. Ngay cả cái bà thánh ni Upanishad đó đã đắc tới đó rồi vẫn còn cho bị chúng đẻ làm bậy như thường, thấy không, rất là khó chứ không phải dễ. Đó là những cái điều kiện khó khăn ở bên ngoài làm cho người nữ ít có điều kiện tu tập dễ dàng hơn người nam, nhưng mà trong số cái điều kiện này vẫn có thể chứng đắc được như thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy chỗ thí cũng kính tri ân Ngài rồi. Dạ, bây giờ xin quý vị tiếp tục đặt câu hỏi à. Dạ, con thấy câu hỏi khác. Dạ, Bari Yati đặt câu hỏi khác. Dạ, con xin đọc. Kính bạch Ngài, một người nhiều tham ái tu tập như thế nào? Dạ, con Giang Nhất Hả xin chào một chút. Dạ, bây giờ con kính dâng hết cho Ngài để Ngài trả lời câu hỏi này ạ. Nam mô Bích Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái gì hỏi câu người nhiều thôi nên tu tập thế nào đó, chịu khó lực thành tịnh đạo ra học về cái phần thứ hai đó, nói về sáu cái cá tánh cho thiền chỉ, và cái phần thứ ba là hai cái cá tánh, hai hoặc bốn cá tánh dành cho thiền minh sát, để tìm thấy một số cái điều kiện để có thể tu tập được. Cái thứ đó là nó liên quan tới nghĩa là cái những cái đề mục, ví dụ như bây giờ mình tham ái là loại nào, mình thích đẹp cái gì, thì mình những cái mà liên quan tới cái đó thì mình nên đánh xa. Hoặc là người có nhiều sân hay sân loại nào, ví dụ sân mà loại sợ sợ ma đó thì không nên đi quá sát chết làm gì. Nó có nhiều chuyện trong đó là nó ghi rõ ràng để biết mình ở nào thì nên mới tu tập thế nào. Nhưng mà nên nhớ đó, trong cái sáu ca tánh của thiền chỉ, nó có thể thường một người có thể có hơn hai hoặc cá tánh hoặc ba cá tánh, chứ không phải là lúc nào cũng có một hết. Nên nhớ chuyện đó là phải nghiên cứu để mình biết khi nào mà mình muốn hạ thủ công phu cái gì đó thì mình phải quan sát cái lúc đó cái cá tánh nào nó trội nhất, nó làm chủ tình hình trong cái lộ tâm của mình đó, để mình lựa cái đề mục cho nó thích hợp. Chứ còn nếu không thì có nói ngoài cũng không có nói chính xác được, bởi vì đó lý do thì mình cần thiền sư là vậy đó. Thiền sư vô ông hỏi mình năm bài đề bốn chuyện thì ông sẽ cho cái đề mục, nhưng một cái liên quan tới cá tánh của mình ông hỏi để ông biết, ông tìm thì ông biết. Chứ còn nếu ông hỏi vô cái cho cái đề mục mà nó phản ứng với cái cá tánh của mình, nó đối chọi với phần cá tánh của mình thì chỉ nó chết thôi. Sư mới sợ ma mà không biểu xuống cơm mới có cái xác nó đem vô biểu xuống thu quán sắp chết thì người đã xuống đó chỉ nó chết luôn thôi chứ quán gì nổi nữa. Thì trường hợp này cũng vậy, nó mô tài vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con cũng cảm ơn Pariyatti đã đặt câu hỏi này. Dạ, con liên tưởng đến cá nhân chúng con, thì chúng con cũng hiểu là Ngài giảng giải như thế thì để biết được cá tánh của mình để mà tu tập. Dạ, bây giờ thì con xin đọc câu hỏi của Giang Nhất Hạ. Bạch Ngài, xin Ngài giảng rõ hơn thế nào là thời gian thành tựu của nghiệp. Dạ, con kính dâng Bạch Ngài. Nam mô Bích Thầy gia, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghiệp thành tựu chỉ cần một lộ trình tâm mà thôi, một lộ trình tâm. Nếu mà lộ thẳng thẳng ý đó, nó chỉ có 10 sát na thôi,
10 sát na nó gọn có thể ý môn hướng tâm, rồi tới 7 sát na đó, rồi với 2 sát na thập gì nữa đó. Là có 10 sát na là nó thành hoa, nó tạo nghiệp, chứ đâu không phải đợi lâu đâu ha. Mình chỉ cần mở miệng mình chửi nó là mình đã tạo nghiệp xấu rồi, khẩu nghiệp ha. Mà nói gần nhất là mình chỉ cần nghĩ xấu với nó là mình cũng đã tạo nghiệp rồi, không cần gì hết. Bởi vì cái tâm mình nó nhanh lắm. Một cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần đó quý vị chia cho 17 thì coi nó được bao nhiêu cái lộ trình tâm. Rồi quý vị nhân 7 lần lên vậy đó, lộ trình tâm nó nhân cho 7, 7 7 cái động tốc đó, 7 cái tâm mà làm nhiệm vụ động tốc đó. Thì quý vị biết quý vị tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Thành ra khi chúng ta lỡ chúng ta sống tới ngày hôm nay đó, cái người nào mà vỗ ngực là nói xưng tên tôi sống để tôi trả cho nghiệp, nói cái đó là mú xả, tức là nói dốc, không ai mà trả nghiệp hết thì mình nhớ vậy đó. Chúng tôi đề nghị kiểu hai cách thôi, một là trốn, hai là dứt. Ráng cố gắng làm nhiều việc lành, tức là mình trốn để cho việc ác nó theo không kịp, ta trốn. Cái thứ hai, ráng hành thiện tử niệm xứ để đắc đắc đạo quả, đắc sơ đạo sơ quả thì bỏ bồn trốn bồn mà chỉ còn có 7 kiếp nữa thôi, mà đắc tư thanh quả là thôi chứ không còn kiếp nào để đi nữa hết. Đó, thành ra quý vị mà lỡ mà đắc tư thanh quả thì không nên hẹn ai hết nha, hẹn là mình dối người ta đó. Thành ra nghiệp nó nhanh lắm chứ nó không có chậm như mình. Mà thường thường mình nói dựa vào cái câu Bali là chê ta nà hẳn thuyết khả quê cầm măng quá thà mí, nói là chê ta nà chính là nghiệp. Thật sự ra đó có những cái không phải là chê ta nà, cái tâm sở khác nó đi chung với chê ta nà nó vẫn là nghiệp như thường đó. Cái đó trong chú giải giải thích rõ ràng là dựa vào cái thập thiện nghiệp đi. Thập thiện nghiệp là gì? Là ba cái ý thiện nghiệp đó, tức là không tham, không sân, với không có tà kiến, hoặc là ba cái ý ác nghiệp đó, tức là tham sân với tà kiến. Quý vị thấy không? Tâm kiến đó, nó đâu có phải là tâm sở tư đâu, nhưng mà có tà kiến cũng tà nghiệp. Là tại sao? Chú giải giải thích là có những cái tâm sở nó đi chung với tâm sở tư, nó vẫn được gọi là nghiệp như thường. Đó là từng những trường hợp như vậy đó. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính tri ân Ngài. Dạ con thấy Giang Nhất Hạ cũng đã sa thú, sa thú tri ân Ngài. Dạ bà mẹ ta thấy có Nguyên Trang vào trong đạo tràng. Dạ Nguyên Trang có câu hỏi gì không, có thể tiếp tục làm thị giả cho Ngài hay không Nguyên Trang? Dạ, kính mời Nguyên Trang nha. Nguyên Trang có thể thay thế cho Meta làm thị giả cho Ngài nha, Nguyên Trang. Dạ, bây giờ hay là Nguyên Meta nhường mic cho Nguyên Trang nha. À, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta. Dạ con có một câu hỏi ạ. À, kính thưa Ngài, khi mà mình làm phước á Ngài, thí dụ như con muốn biết là cái chữ mà hồi hướng á Ngài, là cái chữ hồi hướng mình dùng cho cái người đã quá vãng hay là mình có thể dùng cho cái người sống luôn được không Ngài, hay là mình phải là người sống thì chia phước? Con nghe có người nói là người sống thì mình chỉ nói là chia phước, còn người mất á thì mình là hồi hướng. Và kính thưa Ngài có thể giảng dạy cho con được hiểu rõ hơn không ạ? À? Và con kính dâng bích lại cho Ngài, con kính cảm ơn Ngài ạ. À.
Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật ra trong Bali thì nó chỉ có chữ Udisa mà thôi, thường mà dịch là hồi hướng đó. Nhưng mà cái chữ đó đó thì nếu đa số người ta dùng từ xưa giờ ta dùng cho người đã chết, người ta đã nằm xuống. Thành ra bây giờ mình không biết mà mình nói mình gặp cái người còn sống, cô Nguyên Trang đi làm phước xong về nói cô Nguyên Như tôi hồi hướng báo này cho chị, chắc là hai người là nghe sẵn tay áo lên là tại vì theo cái chị đấu cái riết cái quen, nó có nhiều cái mình làm riết nó quen, nó không có, nó không có chính xác, nhưng mà làm riết nó quen rồi thôi. Thành ra đối với người chết thì mình là hướng, đối với người sống thì mình nói ra, nó nói cái phước đó. Bữa nay tôi đi làm phước ở đó, nói về cho người ta vậy thôi. Thì người ta với người đó, người ta tôi biết cách thì người ta xả thú với mình, tức là người ta tùy hỷ phước báo đó. Còn người ta không có, mình không nói, người ta không tùy hỷ phước báo thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thường thường nếu mình dùng cho hướng cho người ta hiểu lầm vậy thôi, chứ thật sự trong Bali chỉ có một chữ mà thôi, là cho chia cái phước đó tới người sống với người sống người chết. Thành ra còn cái từ của mình xài hàng ngày là có nhiều cái nó mắc cười luôn. Thành ra thấy ví dụ như bây giờ thường nếu quý vị để quý vị dân cơm dân gì cho ông sư, thường là chư tăng hay gia thả qua điều hạ đó, cái đó thường là nó không có chính xác. Khi nào ra đi qua hả đó là khi nào đó về cái quý vị muốn có tác ý là muốn hồi hướng phước báo cho người đã quá vãng thì ông sư cũng mới qua giờ thả qua đi qua hả thôi. Còn nếu không thì thường thường là ông chỉ nghe tụng một vài câu phúc chúc riêng thôi, chứ không có cái vụ mà tụng gia thả lúc nào cũng gia thả. Bởi vì để coi coi cái chữ này thì cá còn nước đầy đủ mấy ngày dịch đó. Cũng như phước báo cái quý vị làm trong ngày hôm nay, xin hồi hướng đến tất cả vị thân ông chồng này kim chồng đó, là khi nào quý vị có tác ý mà dâng phước cho người chết thì nó thì lúc đó đó chư tăng mới tụng cái đó, thì quý vị vừa theo cái đó đó quý vị mới nghĩ tới cái người nào quý vị muốn cho phước, tức là người đã chết rồi đó. Cho phước rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu quý vị có tác ý đó rồi thì ông sư phải tụng thêm cái bài nữa đó, cái bài bên ngoài bức tường đó, tức là Adashime Kashime Nya Devata đó. Thì lúc đó đó có hai lần quý vị hướng phải nghe tới cái đó quý vị, nếu quý vị hiểu á, quý vị hướng tới cái người đã quá vãng mà quý vị muốn cho phước, với cái tâm mà muốn cho người ta được an vui, để thành tín nhận cái phước mà mình đã làm này đến cái họ. Chứ còn nếu mà thường thường quý vị ví dụ như thành ra quý vị để ý và biết nè, nếu vị nào đi thái đi cũng đều biết, ví dụ ông sư ông bác đi cái người ta dân cúng thì ông sư ông đâu có đứng ở đó và ông già gia thả, thấy không? Không có cái đó đâu. Nhưng mà làm riết từ xưa giờ làm riết nó thành một cái truyền thống rồi, cái giờ không ai bỏ đây, cái mỗi lần ai đem cồn vô dân chơi là chơi cái gia thảo thì phải rồi, vậy đó. Và không biết người ta làm phước để người ta mới được cái tin vui, người ta làm phước hay người ta muốn cái gì đâu biết. Mà cái gia thả đó, gia thả là chỉ khi nào muốn hưởng phước báo đến người đã qua vãng mà thôi. Vậy nó nhớ chứ, nó là nó muốn làm gì làm cho mai mốt làm cho nó chính xác. Mà nói vô nói thẳng là con có bữa nay con có điều vui, con muốn lại dân cúng vật thực này để tiêu tăng vậy thôi. Thì nó nếu ông sư mà ông biết nghe cái đó thì ông biết cách để ông làm, chứ còn mình lúc nào cũng hồi hướng đâu có được. Nhiều khi mình có chuyện vui mà hồi hướng cái gì. Nam mô Bích Thầy á. À, Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã chỉ dạy cho con ạ. Dạ sau đây dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia câu hỏi ạ. Có thể chết chat trên màn hình hay là có thể đặt câu hỏi, có thể viết câu hỏi. Dạ con sẽ đọc lại. Dạ con thấy có một câu hỏi của một đạo hữu. Dạ con xin đọc ạ. Kính bạch ngài, chúng con thường nghe nói
nên làm phước với tâm buông bỏ. Con không hiểu rõ lắm, xin ngài giảng dạy cho chúng con được rõ ạ. À, và kính cảm ơn đạo hữu Bari Giác Tý đã đặt câu hỏi, và con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À, và con xin xuống mic. Kính cảm ơn đạo hữu ạ. À. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng rồi, dạ kính thưa chư quý vị. Là phước với tâm buông bỏ ở đây đừng hiểu là mình bỏ phước, không có. Với tâm buông bỏ là cái vật mình cho ra đó, mình không có tiếng nói, không có dính còn dính mắc. Nhưng mà thường thường đó là đa số người không có đi chùa mà không học hỏi đàng hoàng đó, làm phước theo cái kiểu thả diều chứ không phải thả chim đó. Mua cái tấm tòa cụ để còn đề vô nữa là cận sư nữ nữ Phật tử tên gì đó, tên cái tòa cụ đó ông sư cũng thấy có tên người nữ cũng đâu dám ngồi, là nó ông để qua một bên. 2-3 ngày sau tới ông thấy ông sư ngồi đó. Con dân sư sư ngồi sư trả đây cho con. Cái đó là với cái tâm không có buông bỏ là vậy đó. Chứ còn mình làm phước thì cái phước của mình cho, một là cho người, hai cho mình, chứ mắc gì phải buông bỏ. Nhưng mình cứ hiểu là đừng có dính vô những cái phước đó này kia, rồi không phải như thường phải dính. Dính nào mình khi mình nhớ lại đó, tức là mình niệm thí đó, thì vẫn phải dính như sao cũng dính. Buông bỏ là buông bỏ cái vật mình cho, nghĩa là cho luôn, không có dính mắc dính đồ đấy. Nhưng mà đa số thì người ta lại không có làm được cái đó, mà người ta hiểu chứ buông bỏ là đừng có dính mắc tới phước gì ông sống chịu, cái đó là không nên. Quý vị nên hiểu cho đúng vậy đó. Nên, bởi vì mình làm phước xong rồi tối đó mình dùng cái phước đó để mình nhớ lại nó, đi với tư cách là mình hành thiền để một niệm thí. Mình buông bỏ là buông bỏ là sao, nó mình làm cho nó mạnh hơn, cái tác ý sau khi làm nó mạnh hơn. Thì nói là nó buông bỏ là không có được nha. Buông bỏ là buông bỏ cái vật mình cho, nghĩa là khi nào mình dâng tới cái sư là dâng cái không có ông sư xả, tại không chuyện của ổng, không có dính dấp gì tới mình, chứ không phải thao thái ông sư cũng chạy đi đòi lại là hiểu cái chữ buồn, không hiểu cái chữ buồn bỏ. Buồn bỏ là như vậy đó, hy vọng là cái gì hỏi họ hiểu hiểu ý chúng tôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, không biết là đạo hữu có còn thắc mắc về cái câu hỏi của mình nữa không ạ? À? Dạ, con thấy Bari Giá Tý đã sa thú kính tri ân ngài. Dạ, và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Kính chào Huynh Minh Tâm vừa đến với đạo tràng. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Dạ, không biết Huynh Minh Tâm có câu hỏi không ạ? À? Dạ, sa thú để Nguyên Trang gửi mic lại cho Huynh Minh Tâm nha. Cảm ơn Huynh Minh Tâm. Dạ, Nam mô Bố Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ, dạ. Trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ, thưa sư, con có một cái thắc mắc và cũng có chia sẻ ở bên Facebook. Dạ, thì con có cái thắc mắc ở chỗ... ví dụ giờ có một cái câu nào đó ở trong kinh điển, người ta lấy cái câu đó ra, người ta đẩy lên Facebook, thì mình thấy nó có một số điểm mình thắc mắc, sau đó mình chia sẻ với một cái ý mà nó không đúng với cái ý của cái câu đó, thì như vậy mình có mang cái tội là phỉ báng Phật pháp hay không thưa sư? Tức là mình chỉ chia sẻ thôi. Tức là mình không có đồng ý, thì mình có những cái điểm gì đó mình chia sẻ, thì nhiều người cho rằng như vậy thì là mình phỉ báng vì đó là một cái câu kinh nha. Thì thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị.
Khi nào mình có tác ý phỉ báng mình mới gọi là phỉ báng, không có tác ý phỉ báng à. Hoặc hiểu lầm thì đâu gọi là phỉ báng được. Nhưng mà lỡ bị trường hợp đó, mình nên nhớ đó là một cái bài học để cho mình sao cẩn thận chút. Cẩn thận chút ha. Bởi vì có những cái mà kinh điển nó bao la mình học chưa tới, thì mình như mình muốn nói cho chắc, mình hỏi cái chỗ cho chỉ cho tôi chỗ, thì tôi kiếm tôi đọc thì như thế nào để cho tôi hiểu rõ ràng thì nó tốt hơn là mình lên nó phải dày thì không có nên ha. Nó là học cho huynh minh tâm cho nên cẩn thận. Nhưng mà mình không có tác ý là phỉ báng thì không có sao, thì vì mình có tác ý phỉ báng mà thì mình mới dính mà thôi, chứ còn cái đó chuyện đó chuyện nhỏ. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ sa thú, dạ kính tri ân sư. À, sẵn cũng hỏi thêm cái điểm đó để người Phật tử cũng hiểu cái gì. Lúc này trên Facebook người ta hay gọi là chụp mũ đó, là phỉ báng Phật rồi phỉ báng pháp, rồi nhiều khi mà đụng tới chư tăng mới gọi là phỉ báng tăng. Thì thưa sư, ví dụ bây giờ một người Phật tử đó, người ta thấy một cái vị sư đó làm cái việc đó, người ta cho rằng cái việc đó không đúng, và người ta nói riêng cái vị sư đó luôn, không phải là người ta gọi chung là chư tăng. Thì vậy thì mình có bị phạm cái tội là phỉ báng tăng hay không thưa sư? À, bởi vì có rất là nhiều Phật tử người ta hoang mang, và người ta lo sợ, bởi vì nhiều khi mà người ta nói là nói mà đụng tới chữ tăng là coi như tiêu, hoặc là chia rẽ tăng rồi dân dân, thì người ta rất là sợ, và nhiều người hay dùng cái đó để chọc cho người ta một cái là người ta xanh mặt liền. Từ đó về sau là coi như không dám hó hé đụng chạm gì đến bất cứ một cái vị sư nào hết. Thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này để cho mình tự quan hiểu là như thế nào thì gọi là phỉ báng tăng, nào mà như thế nào thì không phải là phỉ báng tăng, thì tổ kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Phỉ báng tăng là khi nào mình đụng tới cái vị thánh nha, mới phỉ báng tăng, chứ còn phàm nhân thua gì. Nhớ đó quý vị, là nhớ cái chữ tăng đó, mình nó có nhiều nghĩa lắm, không phải nhiều nghĩa mà nhiều cách dùng. Ví dụ như tăng để làm tăng sự, bốn vị tám vị gọi là tăng, cái đó thì có thể là phàm tăng cũng có thể thánh tăng cũng có. Nhưng mà khi nói chữ tăng không á là phải là tăng. Vì đọc trong bài, trong cái lời mà là nghĩa là tán dương ân đức Phật với cái pháp với cái tăng đó, tăng có bốn đôi tám vị đó, thì mình đụng chạm tới cái bốn ông đó đó, bốn ông đạo, bốn ông quả đó thì là phải bán, chứ bây giờ đừng có đụng chạm tới cái đó. Bây giờ mình gặp ông sư đó, mình kêu thẳng tên ông sư, thí dụ mình thấy ông sai thì mình cứ kêu tên ông, mình nhắc nhở ông thôi, chứ đừng có nói là tăng gì mà tào lao chứ khi ông chung là không được, cái đó đâu phải không khéo lọt vào tội phỉ báng tăng, vậy nên nhớ tăng như vậy thôi. Còn cái chuyện là mình muốn nhắc nhở cái gì thì mình kêu cá nhân ông đó nhắc nhở thôi, chứ đừng có đụng tới cái gì khác, bởi vì mình là phạm nhân, mình không biết cái gì nào là bậc thánh, gì nào là như thế nào, thì đừng đừng đụng tới là tốt nhất. Còn bây giờ thì người ta hay chụp mũ cái đám, người ta hay nói vậy đó. Mà có cái lạ đó, có vậy nào biết cái vụ này thì nói chuyện từ cái danh từ tại sao gọi là chụp mũ. Ở miền Nam thì gọi là nón, chứ mà cái danh từ để dùng ở miền Nam mình sẽ gọi là chụp mũ, phải là chụp nón mới phải, chứ mình tâm có biết cái đó không? Sao gọi là chụp mũ, đó là phải chụp nón hay sao là chụp mũ à? Nằm mũ với thầy giá. Dạ kính tri ân sư, dạ con xin nói sơ cái vấn đề con biết về chụp mũ. Thì tại vì hình như là người miền Nam á, thì thẳng thắn lắm, tức là coi như người nào làm sai là họ họ đớp liền à, cho nên ta nói là người miền Nam thẳng tính á, tức là coi như họ họ làm liền thôi. Cho nên người miền Nam mình thì ít có dùng cái chiêu là chụp nón lắm, tức là quy cho người ta một cái tội này tội kia. Thì chỉ có người miền Bắc á, khi ở ngoài đó họ vào đó thì họ gắt đủ thứ tội hết trơn, tức là nói mà gọi là cái gì mà dính tới cái đậu phụ thì họ gọi là có tư tưởng là chạy theo mỹ ngụy, cho nên là họ chập cái chữ mỹ ngụy là coi như là đi một một công thôi, cho nên người ta mới kêu là chập mũ, là tại vì ở người miền Bắc họ vô họ chập mũ thôi, chứ còn người miền Nam thì sư thấy là dân miền Nam, nhất là miền Tây á, nhiều khi họ họ nói họ không có sửa lời nữa, tức là ông nào mà làm bậy họ quất thẳng luôn,
họ họ không có kính nể ai cho nên họ ít có mà vu oan giáo họa cho người khác lắm. Dạ thì đại khái nó là như vậy. Tại con thấy có rất là nhiều người Phật tử người ta sợ lắm tôi chứ. Dạ người ta mà gọi là nói một cái gì đó mà tới một cái vị sư là người ta ớn lắm. Dạ người ta không dám nói. Dạ, vì người ta sợ phạm quý luôn á. Dạ giống như sợ mình sẽ vua vậy đó. Dạ thì con mới nói người ta rằng là cái vấn đề mà mình chia sẻ với nhau, ví dụ giờ cái mình có ví dụ một cái vị nào đó mà đi lừa gạt, ví dụ thôi, thì mình lấy một người Phật tử khác để người ta tránh né, ví dụ đại khái như vậy. À, thì cái đó mình không phải là mình tại vì mình bị lừa thì mình nói cho người ta nghe, mình đó đó mình đâu có đi nói xấu chư tăng đâu. À, cái đó nhiều người họ sợ lắm, thì họ họ nói thôi thà là nín luôn. À, có nhiều người nói như vậy, giống như đạo Chúa nói là những con tiên mà ẩn mình phải chết á. À, có nhiều người tu nữ không bị họ bị hiếp dâm bên này bên kia bên họ họ không có dám nói là bề trên, nói là bề trên tức là họ phạm nha. Đó là một cái giới luật ở bên đạo Chúa nha, cho nên bởi vậy mới những con chiên thà là ẩn mình chịu chết chứ không không có dám không có dám đưa người trở lên trên. Thì con thấy là trong đạo Phật thì cái sự chúng ta cũng đúng, chúng ta cho là đúng sai chúng ta cho là sai. Chứ còn chúng ta cứ ốp ốp mở mở rồi cái gì cũng gọi là bề trên, là mình cứ giấu riết rồi mình giấu tội cho bề trên luôn thì nó cũng cũng phạt lắm. Dạ thì dạ kính tri ân sư, dạ con chia sẻ chút xíu ví dụ mà đội mũ với đội nón. Dạ mời mời cô Nguyên Trang lên. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con thắc mắc có nhiêu đó thôi con hỏi rồi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. À, kính cảm ơn huynh Minh Tâm đã comment và đặt câu hỏi. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Vì những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thích Pháp. Bạch ngài, trong 10 phước nghiệp sự có phần tùy hỷ phước báo, chúng con nên tác ý như thế nào? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thì mình tác ý hoan hỷ với cái thiền pháp họ đang làm chứ có ở đâu. Khi mình tác ý với thiền pháp họ đang làm rồi mình nếu mình để trong tâm thì không ai biết, thì mình mới nói lên lời ví dụ xả thú hay là hoan hỷ cái việc mà đạo hữu làm đối với chùa chiền đối với chư tăng trong ngày hôm nay. Đó là mình có tác ý đó, mình nói lên lời vậy đó. Nhưng mà tốt nhất là cái phần ý của mình vậy, nhưng mà cái phần thân cái khẩu mình này nói lời, nhưng mà thân cũng nên nhào vô giúp người ta, thấy người ta quét rác nặng nề đứng cái xả thú hoài như không có chừng đó. Nó quét cái chổi trúng mình cũng phiền, nhưng bây giờ người ta đã quét mệt rồi cái đứng xả thú hoài đâu có nên. Nên mình qua nghĩ với khi báo lại cho mà cũng kiếm cái chỗ tới phụ quét rồi này kia chụp chứ cái gì nó nhớ xả thú thì nó cũng là một tiện pháp, nhưng mà cái năng lực nó yếu lắm. Còn người mà làm chính thức thì nó cái năng lực nó mạnh hơn. Hai ông nhỏ mà xưa mà dân đất chơi cho ấy là tiền thân vừa dục đó, thì dân đất cho Đức Phật ông đang đắp cái gì ngoài đường chắc đắp mồ cái gì đó, thấy Đức Phật đi tới bà có nít mà dân lên cho Đức Phật, thì cái ông bạn của ông vừa dục đứng kế bên ông xả thú sau này ông đó ông chỉ làm tới quan đại thần rồi, còn ông vừa dục làm vua là vậy đó. Mình xả thú thì cái nghiệp nó có, nhưng mà nó nó ít năng lực hơn cái nghiệp chính chính người kia làm. Mà nếu mà mình bên cạnh xả thú mình cũng ra tay mình làm nữa đó. Cái tác ý là một chuyện, rồi cái tư là làm cái công sức là cái nữa, thì cái đó phước báo nó mới tròn đủ ha. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Dạ con đã thấy đạo hữu thính pháp xa thú xa thú ạ. Dạ đây sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý đạo hữu có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat chat trên màn hình. Dạ con sẽ đọc câu hỏi ạ. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Mời Nguyên Như cầm mic đặt câu hỏi. Mời Thi Lâm, dạ con mời đạo tràng, con kính mời đạo tràng ạ. Cảm ơn Huynh Minh Tâm. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Huynh ạ. Sao có Nguyên Trang nhờ lên phụ Nguyên Trang chút để Nguyên Trang kêu hoài tội nghiệp. Dạ thưa sư, dạ trong cái mùa lễ Noel của phương Tây nhà mà bây giờ châu Á cũng cũng rất là đông nhà, thì cái mùa lễ này á, nhất là người Mỹ á, thưa sư, thì họ gọi là cái mùa mà mở mở hầu bao, tức là họ cho ra. Và mùa này thì họ có cái phong tục là họ tặng rất nhiều quà cáp cho những người thân nhà, tức là họ họ cho ra. Thì ở đây dạ con không có chia sẻ cái này đó, mà con mượn cái đó để con nói. Thí dụ bây giờ mình một người Phật tử thưa sư, thì khi mà mình bố thí thì mình có cần phải phân biệt rằng là tôi bố thí cho dân tộc tôi, hay là tôi bố thí cho dòng họ tôi, hay là tôi bố thí cho những người gọi là đạo Phật của tôi nha, thì hay là chúng ta bố thí cho những người chung quanh chúng ta khi mà họ cần nó thưa sư, thì mình nên mở lòng mình bố thí, bởi vì con thấy như vậy thì nó mới rộng mở hơn. Chứ còn nếu mà lựa chọn là giống như là phải dân tộc anh phải nói tiếng Việt hoặc là bà con thân bằng mới cho, còn người khác không cho thì nó không có đúng. Dạ thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này để bản thân con và Phật tử hiểu. Bất giả kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thực sự là cái vật mình cho ra đó thường thường là nó phải có cái kết quả để nó đi ngược lại. Nhưng mà trong giáo pháp Đức Phật mình cho ra đó, mình không có lựa theo cái kiểu mà người đời ta lựa, nhưng mà mình dựa vào một số điều kiện, thí dụ như là người cho người nhận cả hai cùng có giới thì cái năng lực phước nó nhiều, người cho không có giới, người nhận có giới thì năng lực phước nó tụt chút, rồi người cho có giới, người nhận không có giới thì phước nó lại xuống thêm chút, ví dụ vậy đó. Thì mình lựa là cái tư cách của người nhận, mình không cần phân biệt đó là Mỹ mộng vậy đó, là tư cách người nhận. Bởi vì ví dụ như là nếu mình lựa mà về dòng tộc thì không để ông Sương Mỹ ông đi triều bình mình nói ôi ông này ông Mỹ tôi không có tin với ông, tôi không có dân ông ha, không có nên. Mình lựa là lựa vậy đó, chứ còn nếu mình lựa là phải dân cúng cho ông sư Việt Nam mới được đồ này kia ông sùm cái đó thì không nên ha. Mà mình quan sát coi cái pháp học pháp hành của cái vị đó đó nó như thế nào, để khi nào mình có cơ hội là mình bố thí hay là mình giúp đỡ trong những trường hợp như vậy, để cho cái tâm mình nó có phát sinh nhiều đức tin và nó có nhiều cái năng lực hơn. Là cái người mình lạ rồi mình cho xong nó về tới mai mốt mình nghe gì đó cái tâm mình nó lại phiền não tùm lum. Thành ra mình lựa là lựa như vậy, lựa cái đức độ của mình, không có lựa mà chỉ theo cái ông đó không phải gia dạng giống mình, không phải người ở chắc cả đau giống như mình rồi này kia sùng, thì cái đó không phải là cái cách thức mà mình làm cái việc bố thí ha. Thành ra cái chuyện cho ra thì nó tốt, nhưng mà cho ra để cái tâm nó trong sạch trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, mà sau khi làm thời gian lâu, nên mấy cái quá sự chọn như vậy đó. Mà thường bố thí quý vị coi cái một bố thí của bậc chân nhân gì đó đã lựa chọn mà cũng phải bố thí tận tay nữa, chứ không phải mà ấy. Bởi vì quý vị nào mà từng đi làm những cái phước lớn giống như dân y này kia ông dùng đó, cái người mà đội y đó cái cảm giác khác cái người mà không được đội y, cái cảm giác cũng khác cái người mà chỉ bật cái
cái video lên để mà coi sau này coi lại thì nó khác nhau rất nhiều, bởi vì mình làm gì mà tại cái lúc đó mà cái cảm giác mà nó mạnh đó thì nó giữ trong cái lộ trình tâm nó lâu hơn là cái chuyện mà không có cái đó. Thành ra thí dụ như bây giờ quý vị có đức tin hoặc ở một số cái vị nào ở đâu đó, quý vị cứ hơi gửi tiền giúp, nhưng mà thật sự ra khi quý vị gửi quý vị chỉ quan hệ lúc đó thôi, rồi sau đó nhiều cái quý vị quên bẵng ha, tại vì cái cảm giác mà cho ra đó nó không có. Còn nếu quý vị tới nơi rồi quý vị thấy cảnh như vậy vậy rồi quý vị cho cái môi trường, cái vật lý mình cho, cái tư cách người nhận và cả mình cho như vậy đó, cái cảm giác đó nó giữ trong cái người, cái thiện pháp đó nó giữ trong cái lộ trình tâm gì nó lâu hơn là nghĩa là mình làm mà nó không có những cái điều kiện xung quanh như vậy. Thành ra không giống như Mỹ, Mỹ thì nó theo cái truyền thống riêng của nó, rồi tới ngày đó là cần phải có quà thì nó cái lật cái list trong cái cell phone nó ra thì nó cứ gửi người cái gì thì gửi cái bàn thờ không là thôi vậy đó. Nó làm như vậy thì với hình thức thì nó cũng là cái con coi cũng nó cũng đẹp, nhưng mà cái tác dụng bên trong cái chúng sinh cho chúng sinh nhận như vậy nó không có nhiều. Nam mô Bổn Thầy á. Sa thú sa thú, dạ con kính trang sư Liễu Tông. Sẵn sư nói cái bên trong là con cũng hỏi một cái nữa, là ví dụ bây giờ mình là một cái người mà làm cái công ty rất là lớn, thì mình bóc lột sức lao động của công nhân mình rất là nhiều, rồi sau đó thì mình dư giả đó thì mình lại lựa những cái chùa thật là lớn để mà những cái vị nào mà nổi tiếng để mình cúng rất là nhiều tiền. Thì thỉnh sư giảng dạy, một người mà có một cái tư tưởng như vậy thì người này có tâm trí hay không thưa sư? Tức là đối với những người dưới mình thì họ bất ổn, nhưng mà họ lại cúng dường như những cái chùa lớn rồi những cái vị cao tăng, thì như vậy thì người này họ có tâm trí hay không sư? Bởi vì họ có cái gọi là cái mưu mô trong cái việc rằng là họ họ lựa cái đối tượng thí cho nó chắc ăn này vậy tôi à, thì con thỉnh tôi giảng dạy điểm này. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ nguyện, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình lựa đối tượng vậy có cái phước, nhưng mà khi mình làm cái việc xấu thì nó vẫn có cái nghiệp báo, nghiệp xấu của mình chứ chứ làm sao tránh khỏi được. Thì bây giờ mình đưa lên bằng cân, mình cân coi quý vị nên nhớ đó, những cái người mà họ sinh ra họ nghèo trong kiếp này mình có thể mình hành hạ họ không dám nói gì này kia sùng, nhưng chưa chắc cái người đó là cái tiền nghiệp họ cũng xấu như vậy nha. Nhiều khi họ là Bồ Tát cũng chừng bao nhiêu kiếp trước tạo như ấy, nhưng mà vì một cái điều kiện gì đó mà Bồ Tát mà chưa có được thọ ký đó, thì nhiều khi sanh ra làm cái người như vậy đó, mà mình khinh thường mình cũng coi chừng mình tạo nghiệp nó nặng lắm chứ nó không có nhẹ đó, thấy không? Nó tạo mà nó có câu mà chúng tôi nói là nó nói trật sát miêu mà cứu vàng tử đó, thấy không? Mình giết một con mèo để mình cứu con chuột, quý vị nên nhớ con mèo nó có thể nó là Bồ Tát nhưng mà con chuột thì nó chưa chắc. Thành ra quý vị cứu 1.000 người mà quý vị giết một cái gì mà ba là mực cỡ đó thì quý vị lời hay lỗ, phải không? Thành ra mình lựa mình tốt phải tốt từ đầu tới đuôi, chứ còn lúc nào mình cảm thấy mà có tội lỗi muốn làm phước cho nó dữ mới lựa chùa lớn rồi ấy, trong khi bên cạnh đó là cuộc đời mình là nghĩa là nghiệp chướng đầy dẫy cũng vô ích thôi. Bởi vì khi nào nó có cơ hội nó cho quả, nhưng mà cái thằng nào nó nhiều hơn thì nó cho quả nhiều hơn, mà nó cho quả mình như gần bá thở rồi mình trồi lên được một kiếp rồi mình sung sướng, mà chưa chắc kiếp sung sướng đó là mình ở được cái chỗ mình gặp được cái bậc thiện trí nữa, thấy không? Đó, nó nhiều ông này giàu nứt rách rồi quý vị cứ nghĩ coi, thì hồi xưa ông cũng làm phước phước gì đó, nhưng mà bên cạnh đó tại sao cái tâm tình của ông không có
được trong sáng cho lắm, là tại vì đó đó, đó kiểu Quỳnh nói vậy đó, được cơ hội nào thì ăn hiếp người ta thì cứ làm, được cơ hội nào đè ai cứ đè, tới chừng gặp cái người mà đè không được rồi mới bắt đầu ấy vậy. Thì cái thiện pháp nó vẫn có, nhưng mà cái ác pháp nó mình đem ra mình coi bù coi nó cái nào, đưa lên bằng cân cân biết gì đâu. Bởi vì cái gì chứ ác nghiệp với thiện nghiệp là nó cho quả là nó công bằng ghê lắm. Anh thiếu nó rồi là nó theo tới lúc nào mà nó còn theo kịp thì nó giật anh liền. Thần thông giống như ngài Móc Phanh La Ná đó, nó theo nó vẫn bầm nó làm tương cừ đà đó, không thấy à? Chứ mình đang nói mình là thuốc tí dỏm, nó theo lúc nào không biết, nó giật nó bóp mỏi mũi mình lúc nào mình không hay với ở đó. Thành ra đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện là có cơ hội thì cứ đè đi, nhưng mà lúc nào là phước thì làm. Thì cũng giống như mà hàng ngày của mình vậy đó, lúc thì sáng à, 12 tâm bất thiện à, trưa trưa à, vui vui thấy cái gì đó tự nhiên cũng có vài cái tâm thiện lên, nhưng mà phải cân thử coi trong một ngày đó 12 tâm bất thiện nó nhiều hay là 4 tâm thiện, 8 tâm thiện dưới nó nhiều, phải không? Thì cứ cân biết liền à. Nó là về nhiều khi cái quả của thiện pháp nó rất là ít, nhưng mà quả ác pháp nó nhiều. Thành ra có nhiều người cái lên voi xuống chó rồi vậy đó, có gì thấy không? Việt Nam là nào cái mấu chốt 30 tháng 4 nào có nhiều người vào nước vách đó. Tiền mà đổi ra bạc mà 100 tiền hồi xưa chọi mình chết đó, vẫn trắng tay như thường. Nghĩa là nghiệp sống nó theo rồi thì chỉ có nước đổ lệ thôi, chứ không có làm được cái gì khác đó. Đó. Thì bình thường thì bây giờ mình cứ nghĩ về anh biết nó mà theo kịp rồi thì là, bây giờ đó nếu mình nghĩ ra đúng rồi mình đã gặp được Phật pháp, tức là thấy con đường, dù rằng mình chưa bước lên con đường đó nhưng mà mình ráng cố gắng mình đi theo con đường đó để cho đời sống nó khá hơn, để cho lỡ mình trong bao nhiêu kiếp mà mình làm ác nhiều, bây giờ ráng kiếp này mình biết được thiện pháp như thế nào, ráng mình cố gắng mình làm nhiều cái đó mà là đúng cách, chứ không phải cứ làm tiếp tục miễn sao có tiền thôi, là thế nào mà có người hù cái đi vô làm phước à. Nghiệp nó không có tha ai đâu, năm một thầy á. Dạ, kính trên sư Liễu Tông, sau đây con thấy cô Phạm Vượng cũng bóp theo câu hỏi của con là bạch sư, như vậy có thể gọi là bố thí với tâm tham hay không ạ? Và như vậy có gọi là bố thí trong sạch không ạ? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái sự cho ra với cái tác ý không trong sạch thì làm sao mà gọi là cái sự cho ra trong sạch được à. Thật sự người ta dùng chữ bố thí là khi nào người ta nói tới cái thiện pháp à. Còn nếu không phải thiện pháp thì người ta không có dùng chữ bố thí. Trong Pali cũng có hai chữ là cha khá với đà ná, mọi cái nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thành ra khi nào mình cho ra với cái tâm ác thì cái đó là xấu, chứ không thể nào là tốt rồi đó. Khi nào mình cho ra dầu cái vật đó nó không có nghĩa là màu mè gì thì mà mình cho ra với tâm thiện thì nó vẫn là điều tốt, chứ nó không có gì nào là xấu đó. Nên mới trước khi làm phải suy nghĩ cái tâm mình lúc đó nó mình sắp cho tâm nào. Mình gặp ăn mày vậy, tự nhiên mình thấy ăn mày muốn cho, nhưng mà thấy cái tướng này kỳ quá, cứ cho đại đi, phước nó có nhiều đó, cho phải là nó làm sao cái tâm mình nó cái lúc cho nó phải trong sạch thì cái phước nó mới nhiều chứ. Còn lúc cho mà cái đó không nhiều, thành ra mai mốt sanh ra thì rất là giàu, nhưng mà mặt thì hai mắt khó nhau, còn hàm trên này đưa ra hàm dưới thì họ móm vô ra cũng như không. Nằm hồ với tài giá. Dạ, sơ thú và kính trường sư Liễu Tông, sau đây con thấy An Nhiên có hỏi là bạch ngài, cho con hỏi người tam nhân và người nhị nhân như thế nào ạ? À? Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Người tam nhân là người lúc sinh ra là có cái nhân là trí tuệ nó đi theo, còn người nhị nhân là người sinh ra đó không có trí tuệ đi theo. Nghĩa là người tam nhân người nhị nhân khác nhau ở chỗ là trí tuệ trong lúc mà cái tâm tái tục nó phát sanh,
Tâm thái tục của con người ta đó, nó có tất cả 19 cái tâm thái tục đó. Thì trong đó chỉ có bốn cái tâm đại quả hợp trí, năm tâm quả thiện sắc giới và bốn tâm quả thiện vô sắc. Thì cái đó những người nào sanh với mấy cái tàu loại tâm đó thì được gọi người tam nhân. Còn cái người mà sanh ra với bốn cái tâm đại quả ly trí, hai cái tâm Sampajñana vô nhân đó thì gọi là người nhị nhân, hoặc là người lạc vô nhân, hoặc là người khổ thôi, chứ không có để gọi là người có trí tuệ được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú sa thú, và kính trân sư Lữ Tông. Em mời quý vị giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là test chat lên màn hình ạ. Nguyên Như với Minh Tâm sẽ cố gắng xin lỗi nha. Nguyên Trang với Minh Tâm sẽ cố gắng đọc ạ. Dạ thưa sư, trong khi chưa câu hỏi và câu hỏi tiếp cái nữa thưa sư. Cái chuyện mà nãy con nói là giống như là ông Phạm Nhật Vũ á. Và vừa rồi là cái ông này ông được một ông lớn, một thầy lớn, con dùng chữ ông sai xin lỗi, một thầy lớn ở bên giáo hội Phật giáo và viết một lá thơ và cho bên tòa án là khen là cái ông này đã từng làm nhiều cái đại thí, tức là ông rất là tốt, thì xin xin tức là giảm tội cho cái ông này. Thì ở đây con chỉ muốn hỏi rằng là trong vấn đề người tu á, thưa sư, thì có được dính vào vấn đề chính trị không thưa sư? Dạ, tại vì cái chuyện mà mình xin bên tòa án thì tức là mình có liên quan với vấn đề chính trị rồi. Thì con không biết rằng là người người tu có được can thiệp vào những cái chuyện đó hay không, hay là coi như gọi là ăn trái nhớ kẻ trồng cây mà. Với mà hồi xưa người ta cúng dường mình nhiều thì bây giờ mình viết sao mình xin trở lại. Thì con thỉnh sư giảng dạy cái điểm này. Con không phải nói với chính trị, con chỉ thấy cái nào trong trong báo thì con thắc mắc con hỏi thôi. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nói đúng nghĩa thì ông sư tu sĩ là mất quyền công dân. Nghĩa là nói theo danh từ người miền Nam là phó thường dân Nam Bộ đó, nghĩa là không được dính dấp tới bất cứ chuyện gì ấy đó. Ở Mỹ thì nó tự do, nó không cần phải xin, chứ ở bên Úc á, nó bắt tất cả mọi người đều phải đi bầu, tới kỳ bầu hay là mấy ông sư qua tu đó đều phải làm giấy lên xin tên tòa. Tôi là nhà sư, tôi không được phép làm cái chuyện đó, nó cũng ký giấy cho là khỏi phải đi bộ. Còn mấy nước mà như Thái Lan, Miến Điện thì khỏi nói, ông sư không có quyền, không quyền đi bầu cử hay đi này nói nọ gì liên quan đó. Ngay cả cái chuyện mà thế, ví dụ như mình tâm ra ứng cử thị trưởng cái xã nào đó, nói ông sư nhờ sư nói dùm tiếng cà tụng tương tiếng để cho tôi được nhiều phiếu chút quê, mà ông sư nói là cũng trật, không được quyền. Thành ra cái chuyện mà xin về là không được quyền. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà ông tòa mà ông có biết ông sư đó thì ông có hỏi riêng thì được. Anh thấy ông này sao thì mình có thể có ý kiến với ông tòa được, nhưng mà public là không có được, sư không có quyền mấy chuyện đó. Nhưng mà ở trong nước họ đâu khe gì đâu, mấy sư trong nước, thứ nhất là mấy sư mà có gốc chính quyền thì họ đâu khe đâu, nhưng mà luật lại thì không cho phép. Ông sư đi tù là kể như là phó thường dân, mất quyền công dân, không phải đi lính, không phải làm nhiệm vụ gì cho quốc gia, bầu cử ứng cử gì không được hết. Là đủ hiểu là ông sư không được quyền làm ấy. Là một cái thầy á. Sa thú sa thú, và con kính trân sư Liễu Tông. Sư trả lời luôn câu hỏi kia tiếp của con, con khỏi hỏi. Là tại thấy là con thấy họp trong quốc hội cũng có nhiều người cũng bận bận y á, bận y chứ không phải là bận áo quanh thầy không đâu. Thì
vô họp trong quốc hội à, quốc hội họp thì có mấy ông họp luôn. Dạ thì con tính hỏi thôi chứ trả lời luôn rồi thôi. Dạ còn kính tri ân sư. Dạ mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu lên những cái thắc mắc của mình thưa quý vị. Sẵn đây không ai hỏi con tiếp hỏi những cái thắc mắc nhà bố thí nó dễ làm mấy cái kia nó cao quá. Thưa sư là thí dụ bây giờ mình một người Phật tử thưa sư, ví dụ giờ hàng ngày mình cố gắng mình bố thí cho những người chung quanh mình, bởi vì nó dễ chung quanh thì nó dễ, thì cái việc làm như vậy đó thì nó có tốt hơn là chúng ta gom và gom tiền rồi bố thí đó một cái vị nào đó mà giống như là đức độ nha. Thì hai cái đó thì thỉnh sư giảng dạy là cái người Phật tử nên bố thí thường nhật hàng ngày đối với những người xung quanh mình, hay là chúng ta gom tiền đó, bởi vì nếu bố thí hàng ngày thì nó còn nhiều tiền đâu, làm chuyện lớn, hay là chúng ta gom tiền để quốc một cái dấu lớn, thì con thỉnh sư giảng dạy điểm này cho Phật tử chúng con dễ hiểu không? Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Bố thí là nên làm thường xuyên, nghe chỗ ra đó nên làm thường xuyên, bởi vì không ai có thể biết là một sau cái búng tay này đó ngày mai với kiếp sau mình cái nào tới trước. Nhớ cá nhân mỗi người đây nè, trong cái búng tay thôi, sau cái búng tay đó đó có ai chắc chắn là sau cái búng tay đó ngày mai với kiếp sau đó quý vị chọn được không? Nào, thành ra bất cứ trong cơ hội nào nếu có việc làm thiện pháp thì nên làm, bởi vì mình không có chắc chắn là tương lai của mình có xảy ra sao với bốn tay hay không đó. Thành ra mình có cơ hội để mình có thể cho rồi có cơ hội biết giáo pháp, rồi cái pháp đó là cái pháp nên làm, đó là lòng loại thiện pháp mà mình phải chờ cho tới khi nào có đủ này nọ rồi kêu lên rộng đó, tức là mình phí thời gian mình mà chưa chắc được mình có cơ hội để đó, bởi vì không có đây là chắc chắn cái tương lai là sao cái búng tay hết đó, cái gì nó nhớ vậy đó, nó làm được là làm liền, làm được là làm ngay, không có chần chờ gì cả. Chúng sanh là có hai cái loại mà rơi mà cả đời nguy hiểm đó, thứ nhất khinh thường thiện pháp nhỏ rồi không làm, cái thứ hai khinh thường ác pháp nhỏ rồi làm, thành ra cái luân hồi mãi mãi là vậy. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư cư sa nam cư sa nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sinh từ sự thưa pháp tội trong ngày hôm nay, trên đây là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng chư quý vị có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngổn ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Thầy, dạ nam mô Tham Mai, dạ nam mô Sang Kha, dạ nam mô Rất Tịnh Ất Thầy Gia Sa. Rồi còn ngày cả còn trong nhà quý vị hồi hướng gì đó hay là tụng kinh gì đó rồi mời ngày cả phút chúc chúng tôi xin được phép rồi. Rồi Nam mô Bổn Thầy, dạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều. Dạ, ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn về giáo pháp của Đức Phật. Và sau đây con, dạ con không biết ngài Trí Đức có trước máy không ạ? À? Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của ngài Trí Đức ạ. Dạ sa thú, dạ con kính nhân bích lại cho ngài ạ. À. Alo, 123, 123, kính lễ chư tôn, thiền đức tăng. Xin chào chư thiền nam, tín nữ, thiền hữu trí thức. Sư Quang Trang ơi, cái nguyên tắc là sau khi chúng ta nghe Pháp thì phải sám hối rồi chư tăng phúc chúc, thì đó mới hồi hướng kết thúc chương trình. Rồi, mời Sư Quang Trang tiếp tục, lâu quá không vào đạo tràng rồi quên cái nghi thức rồi ha. Alo, Sư Quang Trang.
À, bán cái được là mừng lắm mà bỏ chạy luôn hả? Rồi tiếp tục nha. À, dạ bây giờ con phải, hồi nãy ngài nói con chưa có nghe rõ ngài, bây giờ con phải con tưởng là con dâng mít cho ngài để ngài phút chúc rồi con hồi hướng phải không ngài, sám hối. Dạ con sám hối. Dạ, con cảm ơn ngài, con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi thính pháp ạ. Sám hối, sám hối, sám hối. Dạ con dạ con trời con sám hối. Dạ Uttamang gena vande hang pa da bang sung varuttamang buddhe yo kalito do so buddho kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ phi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena vande hang thammang chaduvi tham varang thammeyo kalito do so thammo kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena vande hang sangkhang chaduvitho tamang sankheyo kalito do so sankho kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Và sau đây con xin dâng mít lại cho ngài để ngài phúc chúc cho đạo tràng con sau khi thính pháp ạ. Sakatuam buddharatanang osatang uttamang varang hitang deva manosanang buddhate jena sotinana santubaddhava sabbe dukkha vupasamentu te sakatuam Dhammaratanang osatang uttamang varang parilahu basamanang Sankharatanang o satang uttamang varang ahunayyang bahunayyang sankhate jena sotinana santubaddhava sabbe rogavupasamen. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy mau tiêu diệt. Sabbe Buddhan Balabhata Bacchikanan Jayam Balang Arahantanan Tate Jena Rakkang Pantham Misambaso Sabbe Thamma Balabhata Bacchikanan Jayam Balang Arahantanan Tate Jena Rakkang Pantham Misambaso Sabbe Sangkaham Balambanta Bacchikanan Jayam Balang Arahantanan Tate Mị Sầm Bát Xô, xin chư tiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền sẽ ngôi lục vô biên, chư toàn giác độc giác và tịnh văn thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành thịnh lạc. Sa thu Akasattha cha phum mát tha đê wa na ga ma hít thi ca no anu mô đan tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng Akasattha cha phum mát tha đê wa na ga ma hít thi ca no anu mô đan tu chi răng rắc khăn Tuno Guru Akasattha cha phum mát tha đê wa na ga ma hít thi ca
Punyang no anumo dan tu chirang rakhan tu nya tayo akasaktha chapum matha dewanaga mahitika. Punyang no anumo dan tu chirang rakhan tu banino akasaktha chapum matha dewanaga mahitika. Punyang no anumo dan tu chirang rakhan khan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức. Dạ kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng và đã tham gia thời thính pháp ngày hôm nay. Và sau đây con kính chúc quý sư và quý cô chú có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ rung sẽ khép lại trong vài giây phút nữa. Dạ dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Sa thủ Thích Nguyên Trang đã kết thúc chương trình qua cái nghi thức. Và trước khi chúng ta rời đạo tràng, đây là một hình thức niệm Phật để tâm của chúng ta được an vui và hướng về những ân đức của Đức Phật để cảm thấy nội tâm được an tĩnh. Và cái cách thức niệm Phật này của người Thái, xin quý vị hoan hỷ lắng nghe. Sampa sampo ato vecchia charana
Oh.